ប្រធានបတ်យើងដែលមានចង់ជើងថាមហាជននៅតែទួយបរំខ្លាចបាត់បង់ខេត្តទាំង៤ទៅលើប្រទេសវៀតណាមដែលឬហៅកាត់ថា CLV នឹងបាទដូច្នេះយើងមុននឹងឈានចូលប្រធានបတ်នឹងយើងដឹងសារភើយប្រហែលសប្តាហ៍មកនេះខ្មែរទូទាំងពិភពលោកមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសគឺថាកំពុងតែក៏ថាពុះកញ្ជុលមិនគ្រប់គ្រងនៅ ហើយជាសំខាន់តទៀតយើងដឹងស្រាប់ហើយធម្មតាប្រទេសវៀតណាមមិនដែលថាធ្វើអីចង់ខាតទេតែតែមានអវ័យចំណេញទៅគេហើយបានគេធ្វើអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ទៀតដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចហេតុអីយើងចាំដាក់បញ្ចូលជាមួយបរទេសហេតុអីយើងមិនធ្វើដល់ខ្លួនឯងហើយប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិហើយក៏ប្រជាជនក៏តិចទៀតដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ទៅពឹងបរទេសដោយហើយទី2ទៅយើងធ្លាប់លើហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពាក់
ចាំនឹងគឺជាអំពើមិនស្របច្បាប់ដែលគាត់តែងតែគិតថាគាត់ធ្វើឯកបានណាចាំថាមនុស្សមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តចឹងនឹកឃើញមិនយីចឹងនឹកឃើញមិនឃើញចឹងណា
hay bà bà thích cầm chìa dương đặt lên đòi mình nuôi miền mental problem cứ miền tây nhà sập biệt lời chết cứ dương vì như hắn hỏi giải và vì như hắn hỏi giải ấy nó bây đây quạt nó không sẽ lại cả chết pi máu nữa quạt chia tới ấy cơ xuống bây giờ cầm ở chỗ ai cơ sai ấy mòn chẳng hay chia ở ấy tất cả để chập chủ chân xuân sơn hay là cách công viên sản xuất công quản lý hết á cứ khó nhất tí ấy không nên mà thân trên bây giờ phía mình ai miền sập tới bị chia tới nị dây rồi còn tới âm nam nang bị chia ở cơ xuống mùi tiếng sáu nó tới ai cơ sai ấy mòn bán đấy bạn bây giờ bị khó bỏ cái đấy khăn mình tên bị khó bỏ cái đấy rồi đào thà bây giờ bớt không ai tiếng ó tụi bây giờ nhẹ con trâu nạp bạc chia cho hôm nay nó còn ngợp hơn này sập ngày nữa ra chấm riêng ngay trên còn ngợp lần này rồi kê từ tuột bán này là vị thi này đôi thà dân trong dây bịa thật cút lia thì việc cô pê nhá tùng vơ bẹp cút lia bẹp nâng nó kê từ tuột bán này được nè anh ấy bây giờ dây tới về tôi chạm đôi thà làm bon tay con áp bị bọn nó về về đôi thà về crom cạp chuông rồi có crom cùng niệp rồi có Việt Nam nó kì vô ban được nghe nghe hay bậc máy miên khơi than phía bẹp ní hay nơi tại mình vô anh ấy cũng đại cởi hay con chào rồi bọn niệm tới ngày mốt nâng đã xa niệm đã niệm ớt chú chá nó bị đã bàn hà tức đầy tiếng buôn khát nâng tới bàn kì vô tới bà và nghe nghe nhưng tại vô tha ca bị vô tầm ăn tay cò ní miên miên mò dù hầy còn đây có lo mó cứ cầm chia mình đã bàn thư rồi bài ca tới sự phía tháo ạ bị vô đo na hơi ta dương miên đã tới cầm chúng nuôi bò dương cầm hôn bò dương miên tới ạ bị vô nơi khang khát Việt Nam khá tê khát liêu khá tê bởi dương mới tới cứ ớt tại mình nói mà hay dương miên tại Việt Nam nữa mua ạ bị vô nơi đây dương nừng và bây giờ bị ớt sạm một tỏi bị ớt miên là compatibility á bị ớt xóm á hay nó cách công tra nâng tiết sọt bởi dương an tới cứ miên địa khăn chứ nè địa khăn muối đại dương mình ai tụ bán cứ cana bò tê cái trong mò tiết tôn rất thả bạc máy đầm bay tới áp vụt nơi đầm bòn khát bì vị ở này đầm bòn này rất là kìm đồ cái đi cứ mình ai ăn mặt bàn thì tờ tờ su cái nạc cam ca trai con CLV nâng sẵn và bây xưa tới CLV nâng cái nạc cam ca xâm lên phía chẳng cứ Việt Nam và bọt nọt xâm rạch ấy cứ kê xâm rạch bàn thằng ngọt đối với cái tục cắt mà nói không ai nâng miên sức trái phiếp không ca bị vận lại nâng đầm nọt đối với chỉ rừng sạp rùa bọt CLV á hay bởi dân dây bì tập tài dịp phiếp dây bì không niêm bà tế muối đa chìa bà tế xả mặt chất bóng ca sạp chế chết rồi gọi chìa xả mặt chất mối bỏ xiến cứ dương miên cách bông bình thuê biệt kỳ áp vụt bỏ Việt Nam nâng không viên bà tế nâng bà tế dương miên mọt chả nâng dương tục nâng tử bà dương tục nâng tử hay dương địa xa cô trùng hô ả xiên tử còn là cô trùng hô ả xiên muối ní cứ Việt Nam cái ban bình lưu dương bà thầy ban bình lưu mấy đồng bình thạ bà tế dương chỉ chuẩn dưỡng ai chỗ tới lên từ Việt Nam ăn mặc khé đòi bạch xong visa còn đã phật mặc khé tại ở chỗ làm với Việt Nam cái chập á chập đạo cục ấy này thấy hôm nay mình đã từ su sốt tục chỉ chuẩn hôm nay thì tại Việt Nam cứ mò đòi free không mặc khé phật mặc khé cái nơi nào cần là cô duân đặc ca xiên mối nó dưỡng tranh triệt Việt Nam mà đây tranh triệt mà tranh triệt mà có su còn to với dưỡng cứ bộ lưới ở cột cờ tuần lệ bán giữa sự mặt phẳng. Hãy đọc về phụ Việt Nam để kéo trong tàu vĩnh kê miên mục bò rô xì ấy nó sọc máy kê ai sọc bàn nâng ngày sọc bàn phụ đây tàu vĩnh xong dần chết tinh dần chết đây chân tàu hai mươi tiết kê ai miên sở mà công Việt Nam đọc tế cảm chia dưới nó chùi và chùi đo ca cầm trô đồng bày ở ruộng nào chân tàu hãy ở với đây chia cả ta ngọt bộ hợp bởi dưỡng cứ nó bây giờ hôn mà nát lăng vô đầm trái nước Việt Nam bây giờ nó bị thác xong ở đó bàn sản nơi bọc kì đọc mươn nhẹ thế đó là gì đấy cô thân nạn á cô thân nạn mình tìm này đọc mươn nhẹ anh ấy đẹp đó là chỉ dùm hò chứ ọt dùm hò và thấy đó là những ọt miền khách sân thân nên mà nó không phải mà hay miền tù lê tới miền cả cọt ra thế ta có xuống tàu về dưỡng nó miền giảm mắt ở phía không có cơ quan tàu về đọc mươn nhẹ nâng thế ta lo mò nó về dưỡng mạnh hay chứ bạp dưỡng bị ọt miền chứ bạp sinh chết khmai đại chỉ bởi chỉ cắt không được thắt thông một nỗi ớt miên oi nhiều đầm trái miên sứt ăn nằm mắt oi chua nằm to với bò tê nước miên sứt từ tua ban sơn đã đập mưa điện nắng tê và dương trong oi thường chẳng thời dương vô bắp nước từ cái nơi rất phía sơn rồi miên địa khăn chẳng mạnh nhẹ nâng nơi chẳng mạnh sấp phía chẳng mạnh miên cô ca chẳng mạnh
đối nơi Canada dương oi permanent resident được ban thuận lợi chân trai nó cứ dương oi bản đấy nhận nâng trợ ban visa đôi thợ nhận để visitor nơi Canada lúc phần trao tiền sẵn bạn cho một nòng tiền bạn cái oi permanent nó cùng đàn này mà nòng lúc phần để tôi lần bay nhà hàng cho nên tôi với đại dương oi sách nâu chia chân trai nâng nên cái dân đang tha chia là bò buộc lùi à do là bò cho vua nói có mình tái bờ và sân chia ngày nào mùi miền mấy đầu năm tham mấy để chia cất cất âm pi pop do chia cất âm pi bộ này từ đấy các ai đó sa đó nên cái tháp ban chân tay là bò cho nên tôi tặng nút ban này tới bờ và sân chia miền mấy đầu năm tâm tàu cất âm pi chết vậy xem nô nương lò, bên Việt Nam kề miền Upper Hand một lời dương hay đại trai chụp bắp, kề phơi nướng cứ kề oi rót tháp bát đỏ cầm soi bao dương nướng cầm lạp dương, oi kề đập mền nè, hay là bị rót tháp bát mấy tông sợi rứa cứ kề ai đắng tới ông cả sập chết thời dương lủng lốp sự thị chuyên chết kề, bên này bị bạ nè, hay được đập mền nè nướng, tụ bây giờ cọt tró nè rót tháp bát có miền sứt, nào ông cả sập chết đắng nơi ông cả sập chết tha cọt tró bọc mẹ của tụ bây giờ panty rồi bong ca sập chết panty bom rít cái nào ta đã có tròn được bọc máy đẹp luôn bị chết đan sầm mốt bọc máy bị chết bắp on trả tiền còn đây đồ thà ba cho bón nướng ớt chích bao luôn một phòng anh ấy chỉ tạ lại có tròn à để dừng mưa khơi ha sầm lấp luôn này còn thế sầm lấp đập mưa này nướng cứ sờ được bàn để bọc tròn sờ được bàn còn thế ở riêng CLV này CLV để con trà này cứ kê một chỗ mà bị vượt bỏ nhớ ngay cái vô bị chỉ chôn kê một đã hay đọc về ngày cõi dân thư bị chia mặt tế bị chia chôn kê phía trán kê nước bọt nọt còn trôi ở đây nước tàu Việt Nam tự bản chỗ bây giờ bị chết phun non nên có miền bản hóa xong được sọc và dân đại đại kê nâng chị lên được thang ngay tìm pram khai cõi nha dân tập đăng thà bị chết cứ cho prom đàn bác ơn đã chết cả nà kê miền dầm băng riêng cho chuộc nghĩa ấy đọc về việc kì mà khang tế khăn thêm khang tiết cứ kì vô tức nâng cho prom đàn nâng cho bác ơn đã chết dân miền vượt xa đôi bình trị vinh tế bị đám chị nó không đầy khỏe tại lấy bình trị vinh tế chụp rộng đán và lòng mà lấy nó đầy Việt Nam tiết nó mới nó rộng đàn thì nè bây giờ đứng đi rừng xong thì sọc rừng xong thì sọc rừng bình trị phun non này hay mình đang thật chân kì support mình support vô chân mà chị tại giữa bản thái Việt Nam kì miền upper hand kì thật bị upper hand cứ miền này thật kì bàn priếp lời dân cục đọc mươn này có bàn priếp CLV có bàn priếp bình trị vinh tế có bàn priếp lực lên được coi trò muối tại đại diện nam nơi hà sạ và miền rót thả bàn mấy cứ ai im tiệp bàn với những đường nâng chỉ cho nó không ai vô tới chà nãy đập ngọc nĩa này mà số một con bạn ở con chân lục sư tử phong đã bán bảo sai rằng bảo quay bẹp con đừng phải nhà đồng bằng sư tử cách bị sai học cách sư tử vi nên khiêm chấp rom trong trong đấy muối sập khán của chấp rom đấy bao phần sân chi call oi sắt Việt Nam chỉ là căn cáp Việt Nam chỉ là cục còn hơi rồi được lục bàn lực lại nó cầm phun khăm ai nào mua chọn đạp pe cho này vô chụp không đồng bọn lúc ở những thị sơn lư vui nó cái ói và lư cái nói chờ cầm sắt bọc cái anh hơi để chụp ảnh hà mua dân cua tại bị chà là đang ở phía ok đúng pe pon đừng ảnh hà tặng buôn khai đừng đấy khi mà đôi dân đang sạp hơi duôn tay tay chỉnh chăm chất trong mình chăm tay trong lễ ban tập buôn khai đây cả cái chỉnh chăm cất vua và tây dương tầng mua đôi cha cả một chia cơm nhưng có bàn tay đời xa xa máy đi và lớp to một truyền tiền đôi chân năm chế độ vốn vừa có chú bạc anh tìm mùi tí không ai dẫn chia xa máy chứ ăn ca sạp chế chết khách ăn là chết thô tốt tí bấy dương bẹp bò nâng bài nhà chú bạc phê bây giờ là đôi chân này nhóm trong xua lục sĩ thảo thành ta nít đại chia dư tật sát để duôn kê bằng khóm ở khăm ai bình châu buôn khai cho rô xì cho mùi kê ai chắc thật chạy dư tật sát thăm ai mùi không ca lếp vô tức đây khăm ai mà đông tích mà đông mình tích đây là tới nhà chồng quân cả hai cộng đồng ca sĩ ở quý nữ lục sĩ thành ba xong chung hiệp tu là đồng bây vào phía tập quản cùng về thời gian thật cục ông nông mẹ đập tiểu bệnh là bọc cho dù Hà Nội còn tức đây khám ai rồi điệp là châu bái để dân thai nâng bồn xu hiểm thà bởi vì châu mò cho liền tiền nâng vì sọc ngài nâng dân mình thích nhá và hai vì ai tạo thì phục lộ nè với cả đào vì ở bên bắt tay dân click bà nhà mùi bà nhà CPP cứ buồn để chuyên tiền
ពីជ្រៀនពៀនវាចិត្តសម្បួរមកគឺពួកហ្នឹងវាមានប្រវត្តិចេញមកពីហ្នឹងឯងហើយតែវាធ្វើតបានអាសំងាយនេះវាក្រាន់ប្រើបាច់ទេឬប្រើបាច់ដើម្បីយកយើងលើកកម្ពុជាទៅយកមូលខែហ្នឹងតែម្ដងវាប្រើវាអត់វាប្រកម្ពុជាគេបំពាក់នៅសិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីសអញ្ចឹងទៅហើយវានេះជារបិចដែលយួនប្លន់ទឹកដីខ្មែរពិតប្រាកដណាស់ណាហើយយើងដឹងហើយ ไอ้គេពួកអនវាចេញមកពីណាហើយខ្ញុំតែងទៅលើកបញ្ហាមួយដែលយើងដឹងដល់អ្នកគ្នាឬអាតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងកិច្ចសន្យាហ្នឹងវាចាប់ដើមពីវារំលេះហ៊ុនសំពេចហ្នឹងឬសូជឆ្នាំ2000ឬ96ហ្នឹងហើយដែលតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងវាអនុវត្តហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាយុនវាពេលដែលវាចង់បានទឹកដីខ្មែរវាចាប់ដើមកលាក់ម្ដងកលាក់ម្ដងវាចាប់តាមកំតិចបបិឆាំងអស់អញ្ចឹងទៅ ហើយបានវាធ្វើកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាហ្នឹងគឺខ្ញុំថាអញ្ចឹងវាជាល្បិចប្លន់ទឹកដីខ្មែរហើយឲ្យវាស្របច្បាប់តែយើងដឹងទាំងអស់គ្នាវាមិនដែលស្របច្បាប់ពីឡាមកទេព្រោះយើងដឹងថាអាសែនវិទ្យពលប្រព័ន្ធទុំនិយាយថ្មីហ្នឹងវាស្របច្បាប់ដែរដែលគ្មានទួលនីតិវាណាទៅប្រដៅមែនយូរយូររដ្ឋមន្ត្រីណាយើងនិយាយជាមួយពលហ្នឹងដូចថាវាអស់មានពាក្យអីនិយាយខ្ញុំនិយាយលាក់បាំងហ្នឹងឃើញពួកអាថោកទីវ៉ាន់នេះខ្
ទីពីរពុទ្ធប្រកបណាយើងមិនអាចថាម្ដងសពថ្ងៃនេះមើលមិនយល់ទេហើយជាពិសេសជាពិសេសខ្ញុំមើលយល់ត្រង់ថាតាប់កាលណាវាចាប់ផ្ដើមកំចាត់ខ្មែរដែលឆ្អឹងស្លាក់តរបស់វាគណៈបកគុណសម្ពេចហ្នឹងការរដ្ឋប្រហារការបំពល់ហ្នឹងតាំងពីដឹងមកណាវាធ្វើអកិច្ចសន្យាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើដឹងថាគ្មាននរណាប្រឆាំងវាទេក្នុងសភានោះសពថ្ងៃក៏ដូចគ្នាដែរវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងស្អីស្អីយើងអាចយកបញ្ហា ពាក់ព័ន្ធថាកម្ពុជាបាត់អធិបតេយ្យភាពនឹងដោយសារគណៈបកនេះជាគណៈបកដែលចេញមកចិត្តប្រាំបួនពេលនឹងសង្គមអន្តរជាតិក៏គេស្កោតទោសថាយួនមកលូកដៃក្នុងស្រុកខ្មែរស្លៀនពៀនដែរតែវាចង្រៃចុកអួតអីណាស្អីស្អីដែលខ្មែរគេធ្វើហើយរួចមកហើយគេវាយតស៊ូព្រំដែននឹងរួចមកហើយដេញយួនឆ្លៀនពៀនហើយយើងខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងមុនហើយយើងចូលជានឹងគេថាស្អីក៏យើងការពារកុំឲ្យបរទេសឆ្លៀនពៀនមកត្រួតត្រា អឡូវមកទេឆ្លៀនពៀនហ្នឹងហើយមកត្រួតត្រាយើងពួកអាកំពើអ្នកកាលាហ្នឹងហើយនៅហ្នឹងហើយបានជាបញ្ហាវិចិត្រចោតទឹកដីខ្មែរវិចិត្របាត់ព្រោះគ្មានផ្លូវណាក្រៅពីបើចង់ដោះខ្លួនពីយួនហាណូយមានតាខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហើយមានតាយកឱកាសហ្នឹងឯងតែពលរដ្ឋចេញភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកណាតែយើងអត់គ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែយើងតែងតែពិតមិនជាថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រហែលមើលគ្រួសារដែលឲ្យអាមណែតឲ្យ ហើយអាសុកទូចាប់ប្រហែលលានគ្រួសារហើយយើងគិតមើលចិត្តសម្បូរគេចូលប្រហែលដល់សប្ងាយ7-10លានអ្នកមិនមែនខ្មែរទាំងអស់ទេហើយសប្ងាយហ្នឹងបើតំបន់ត្រីក្រោនក្រុងនិយមបំពេញលានមកដាក់វិលុកយើងបាត់ទៅហើយយើងជាជនជាតិភាគតិចហើយក្រិនពួនខែតតែវាយកមកបញ្ចូលគ្នាហ្នឹងអានេះវាងាយទៅវានឹកឃើញវាសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្មែរមួយចំនួនបាត់ទឹកដីដោយសារតង្វើថោកទាបល្អ ចង់ដែលយើងជាខ្មែរនេះណាគេលើកបន្ទប់មនុស្សដែលឲ្យបំរើមកសម្លាប់ប្រមាថប្លន់ខ្មែរគ្រប់រូបភាពហើយបើគ្រាន់តែសម័យនេះដូចប្អូនថាអញ្ចឹងលើកបើវាលើកមកយកបៃយកអាបួនខែទៅទៅវាផ្អើលអញ្ចឹងវាចាំបាច់វាយទៅវាមានអាកញ្ចេះយួននៅ CP ហ្នឹងវាចង់ធ្វើតាមណាស្អីទៅតាមតំណើងចិត្តទៅវាបង្កើតដើម្បីត្រីកោនណាយកជនជាតិគេមកបន្ទប់ក្នុងស្រុកខ្មែរហើយយើងសួរមកបំពេញលៀនអ្នកហ្នឹង ហើយយើងដឹងហើយណាលោករបាយការណ៍លោកកែមលីគាត់ថាម៉េចគាត់វាវិភាកដឹងតំបន់ត្រីកោនដូចមានយូរប្រហែលមែនប៉ុន្តែខ្មែរចូលអត់បានណាខ្ញុំលើកសួរលោកកែមលីគាត់នឹងការវិភាកមកក៏ប្រាប់ចឹងហើយថាចូលអត់បានហើយយួនក៏យកគ្នាគេមកជំនឿគេមានតបមានវិជាពលរដ្ឋគេវាកម្ពុជាទៅអស់ខ្ញុំមើលនិយាយលះបាំងហីអញ្ចឹងហើយបានថាខ្ញុំវាយើងជាខ្មែរ យើងដឹកយើងខ្លាចបំផុតហើយខ្ញុំតែងតែលើកឡើងខ្ញុំខ្លាចទឹកដីមួយនេះដែលដំណើរឆ្ពោះទៅទិសកន្លែងដល់ទិសដល់គោលដៅរបស់គេហើយយើងឃើញហើយឯលោកប្អូនសុភ័ណ្ឌហើយបងសវឿនគាត់តែងតែដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដណាស់អ្នកស្ដាប់ខ្ញុំក៏មិនប្រាប់ក៏គាត់ដឹងដែរតែជារដ្ឋមន្ត្រីណាអាសែននឹងជារដ្ឋមន្ត្រីទីណាមកវាអាកាត់អីចេញមកកាងទៅវាហើយចឹងសុខខ្មែរវាមានច្បាប់ពីណា អញ្ចឹងហើយយើងវាឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចបើថាវាជ្រុលដល់ប៉ុណ្ណេះហើយមានកម្លាំងមហាជនចេញមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីទេ
ថាយើងមិនក្រុមត្រួតជាដាច់ខាតអត់ទៅធ្វើខុសឆ្គងតាំងពីអាចថោកទាបនឹងវាលើកកូននឹងវាខុសច្បាប់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលថាបតៃរួចទៅហើយហើយតាំងវាចេញកាងយកជាងទៀតប្រកាន់តែច្បាស់គ្រាន់តែវាគ្មានអ្នកណាឈឺឆ្អែលជាងខ្មែរទេមករទេគេបានត្រឹមតែស្កោតតូចទេជាតែទៅលើកឡើងស្រុនស្រេងក៏ខ្ញុំបានចេះរឹកកមិនប្រកាសម្ដងពីរដែរមុនគេចាប់នោះគាត់ដើរពីយល់ពីរឿងអាសិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីនឹងវាត្រឹមត្រូវ បន្តែសិទ្ធិសញ្ញាមកពីឋានប្រអិនណាក៏ជួយយើងមិនរួចដែរសំខាន់យើងជាអ្នករងគ្រោះត្រូវតែងើបណាយកច្បាប់ធម្មជាតិមកដើម្បីឲ្យច្បាប់ជាតិនឹងវាដើរស្រីជង្វាក់គ្នាច្បាប់អន្តរជាតិគេបង្កើតមកការពារយើងតែច្បាប់ធម្មជាតិយើងជាអ្នករងគ្រោះយើងត្រូវតែចេញមកដើម្បីឲ្យច្បាប់សិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីនឹងវាដើរ ដល់ដំណើរការបានបន្តតែច្បាប់ធម្មជាតិធម្មជាតិនឹងវាដែលយើងងើកចេញមិនរួចនឹងខ្ញុំតែងទៅលើកឡើងអ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងបីដឹងណាស់គេណាគ្រាន់តែតំបន់ត្រីកោននោះវាយកវាយកជនជាតិវាមកលុបយើងយកទៅបាត់ហើយតែទៅអនាគតខ្មែរមានសម្លេងស្អីគេលុបយើងគេលុបយើងហើយគេមានរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជួនដល់តួនាទីជាខ្មែរទៀតសពថ្ងៃនឹងពូនឹងជាយួនដែរលោកគ្រាន់តែដល់តួនាទីជំនួសយើងតាមតែវាសម្លាប់គុណសម្បិចហើយគ្រោះជាតិហើយយើងគិតមើ
chưa ở trong đó chẳng hạn ban nhâm trai này chưa chăm đom đom phải khiêm nơi tại mơ khơi ta nít chia là bách phong rồi bao nhiêu hà nội mà rồi phía rồi ở miền rừng ấy thay dưới chỉ không ai mình vô bao nhà này về tăng vì chấm non na à dù nó bị châu dù mau mình thay thay này ha lỡ cũng phân liên nhẹ tiết hay sâu bia pin sọ không ai tiết hay bia bẩn đó ơi à cái nắp bạn này và can cấp không ai bảo man cho năm từ một tiết ta tức không ai rơi tạm rồi nè trong ngày này của tôi mình thị nhà Paris hay cần lướt môi để kiếm tay để bảo bom ôn không ai mà trong đăng là phụ này về chuyên liên biến phụ này chỉ dùng chỉ cứ có chỉ không ai chỉ rót rượu rượu ba để kiếm điểm chấm máu nhưng mà tập anh ha thị nhà Paris kiếm tay để lướt lao nó thị nhà Paris này miền thọ bây giờ được chia sẻ mai cho nó này hay lấy ban chỉ cần nạp bạc bây giờ cho nó bên mình nói đồng lãi bên mình nói cầm rốt hay bên tay tay bồ tát dương theo việc ngót bắt tay hơi slap tay hông bắt tay hơi pro à sa thị nhà Paris này hơi đại ca lao bị ca to su bị prom tay hay quay vô anh tránh quay vô pro à cho một xuyên à yun cái to bọn năng đại cái phong đắc non dương này anh chẳng hay ban chỉ cần thứ ấy tam là tình lương chất bồ phong lực lao hay bong sầu vốn cái đăng đấy nè à sai nó mới muốn tuôn được tì ấy về thứ chẳng vì mình đã khó lại biết vì thơ chẳng dẫn đăng thật khó cho bác tại xua tha bò được thế nhé tại cái khơi thật khó cho bác ta tu này thi cái lúc đáy với chỗ tay khi nông cầm chìa nè anh chẳng mà nguyên bánh hai và toàn là ngày và tới ta phải chia bộ rõt khám ai nữa là nè rộng cửa nữa dương chìa khám ai nữa còn ta dương bà biết thà dương chìa khám ai dương chìa khám ai hay nè khá kê thà nè à sai với thơ chẳng tức đây khám ai bắt tớ ở nà cốt nè và bắt đầu xa nâng cao tô viết kiếm prom bà mắt ta kê lếp dương bắt đôi chùm ba hai bom ô tầm bước bảo vật là sao đâu cho chân chiếc chùm ba là cho tôi hả nè khi miên xùm lên cái nông mà chiếc từng ôn ra chiếc hóa nâng hay dương sẵn khâm thang ai cơ rồi tới dương cho tôi về ạ có bọt chiếc hóa nâng à dương này bị màu chứ liên biên dọc tất tây dương khi miên là nà từng cho tôi về rồi tế dương khai chỉ chân chiếc phía tay dạy khi miên bảo vật là sao nà kê sẽ xây màu ở dương ở đúng đó luôn bàn thế bởi sân chỉ dương đó thả phần này tức chôn cho mắt đó phần này hay dương mình khổ ngớp chui luôn này luôn ngay cơ rồi tôi bị vô tức đây dương hai bên trên này của bạn là sao sắp ngay bên trên này vậy ta dương mới mà đăng này bên trên này à cháu dùn trên liên biên à khóa hôn sai nữa tôi chưa vừa rẽ bỏ hỏi được trong tay là lớn lao nhé nhé bên tôi chưa sầm lạnh đây trây ấy để chỗ trây à thấy kẹt lạnh con nó nhầm lên gì chúng mới bong bộ đã vô lực một nánh thái lạnh con cho nó lạnh con kìa sốt dùn kìa dùn là chỗ hay lạnh con của mình là tóc nó dùn đấy à lâu bên trên này à hỏi đừng mình đấy tôi à mình cho một chiếc nâng tôi chưa vừa đẹp bỏ chẳng mà nó chẳng tha cũng ôi sẵn khâm tha tôi à nà cốt nè kê sẵn xe em tìm tức đây đi môi nóng bát bố kìa nà nó mơ tê tê dân chỉ chung chết việc tạch hồi bê nó bị chọp hồi sọc ngay nâng à chẳng phá nâng bị chọn sẵn xe bị dôn dốc tức đây viết à lâu chẳng gì mà mặt nhầm ôi dù bò mà mặt bố sân chỉ chẳng phá nâng ngớp tiêm tia dốc tức đây bị dôn mình nè thì xong cũng ôn ra chết thì thả dôn chết mà rồi liền nè thấy chấm ba khai cho chôn chuyện phiền tách ta cái đọc sai ở chôn chuyện phiền tách rồi có cho ta làm được rồi liền nè vô chôn mà rồi liền nè ta đã nè luôn ai khai cho chôn chuyện phiền tách đấy xong xong cái nào anh tư
vì miền tập bắn năng hai vì mình đại cái đánh dọc 80 liên năng đặt mà tây na đặt mà ti đặt cực tây na mà dương kê mình làm dương ban hết dương chỉ chuẩn biết tay chơi dương sầm rót sầm rót rút chỉ mũi kê tông miền tập lâu năng ai cam mà chỉ ở na quất mình khóc thì lâu năng tê nè cả na chuẩn chưa kiện lực dương hai dương miền sầm lấy chỉ tê à lâu năng sầm lấy dương đầu miền sẽ cái đây to và dương đầu tệ miền ai tìm tia ban đòi xa dương miền sạch sinh nhà Paris năng hay à sạch sinh nhà Paris năng việc sắp bằng phật ai chỉ một sách nè tầm rưỡi ở miền ca bọt nó từ tay để cái lực lao năng bọt nó tầm rưỡi của nên bắt tầm này bắt tầm này có việc mình bởi vì khi miền tầm này có việc mình bắt tầm bằng ca đã đầm bon tray cao năng rồi đây chẳng hay bàn juan bị cho bàn tích đây dương việc tranh bắt cả lại na bằng ôn khăm ai hay chấm riêng chấm nhầm sắp lục ôn đau hôn chắc khi mình đã chấp rắm tụng chấp rắm tha dương cầm oi bỏ tê chuyển biên một trụ tra à lâu nó bị trâu hơi bỏ tê chuyển biên cứ cái nắp bạc chỉ chuẩn năng hơi tranh mọc sự sợ chết sự bầm buồn mau trụ tra vừa bỏ một trụ tra dương hơi cùng chung ngò từ riêng đồng bọn tre cao năng tự hơi nhằm xông chụp riệp và bác là quân trần lâu sẽ thả thành bàn lực lượng nhằm của bà bè chỉ cao bên đó à vậy có lẽ cái mình có đông ca đừng phán ca cái rộp rồi chứ nằm bên tê tớ à thamay lời tôi thấy sầm khăn phát cứ cái nắp bắp dây chốn cứ chia cái nắp bắp đầm nang ôi rập tháp bảo Việt Nam sản đập không ca cả hà cục cung bị chia bằng máy khả năng của mọi miền càng ngứa bà bò đầu ở vầy buổi đôi chân đang xa phải đồng bằng à tây con bà dìa chom tới gọi là buôn khai pram khai được bao nhiêu cứ đồng bằng phù một phép cành đá đấy phù một phép cành đá đấy cứ chia tới đây rồi bao buổi chân chia phép tới cục mong tại nhà nhé hay chậm lấy láo với mình mãi lưng lớn thằng thằng láo coi mà đang được công vui nó vui nhận đạp đọc hai ba láo cho không đồng bằng CLV có bán đây có tới vui nó to sạc mũi cứ khmai nó mình nè to xú nó mình nè nó mình cái nạp ba trắng khi nó có rung cao với bước kia chọn phơ tam cái thằng là dạ rồi bảo lúc hôn sen cái do hôn sen chạy mất còn riêng khmai để bay ở ban sầm lách bầm non bảo kế được chứ mình đừng khen bản tập mới đầu lục quay sản lớn khen chẳng an sầm nê rồi bắt bây giờ mất dương đã có bàn lực lớn hay số bọn chú bỏ sai tam cả lực lớn bỏ cái là nó cả hát đôi chị sầm đua buổi đấy có bạn mà chắc thấy nó có xây xo các bạn lực lớn tháp bảo tê khám ai bởi khám mên vô tầm mên bỏ lục xa bằng xí đất nông thuê sạc cam mà phép rưu bà tạc cam nó không bảo tê nụ tê cứ khám ai mình ai thu vấy bán tàu rưu nụ lời đầm nạ ca trong cơ ní bà sân ba mên vô tầm mên lục xa bằng xí đất nông nó không bảo tê bỏ rạc khám ai nâng con còn lăng bà đá bảo vút mua chậm nuôn thông có tàu ngơ bà thăng mình không khi bảo tê mua chậm nuôn đai cầm phong tay đua rồi lung mê chuẩn phát đại ca nô tê và đôi chân hãy dân ca lưu lăng rồi bỏ con nó hát đôi chân sẽ đi nâng sầm đua đây còn đôi chia sắp đứng cầm nít rồi bỏ luôn sẽ tha thánh dân nô tay cả tham mua chậm đất cái tham mà cho tàu ngập thua còn đôi chìa lúc cung sắc của bạn lực lần đấy cả tha dân nô tay mua chậm đất tên tàu hạ cho tàu cực thôi ngọt nghe thơm hạ bắt đại cám đồng bay tem tê ở hôn sánh đó thôi cầm rung CLV đi tranh chậm quốc hơn lúc quay sang đến lúc vô khơi nhận mấy đá chậm quốc bây giờ càng lâu sập mai sập ngày đấy lâu dừng lâu tại cầm đang mà hạ chân và nó cua tay sang ngóm ở hôn sáng thua một bàn to rồi cả cua tay ngớp lên làm bay chậm to hơn lâu cầm rung càng bà ta xong bỏ quân bà ta xong chiếc đẹp tua đó là việc mình có phải nên việc bỏ quân nó không bằng hà sọc mẹ đã được miệng gật là chia phát chấm đấy đôi chờ lúc sắp phân hay nâng bồn sĩ thả bàn lực lớn lũng ếp ở hơi cứ thả về bánh hà cứ về thật nó trong lần này chứ bố mà hãy chỉ ta rồi bỏ dụng đều kì trong bằng cơ bằng tiền bày ní ở khai tôi chỉ ăn đôi chấn nó không ca trụt ta rồi bỏ ký cứ về miền mà dù hỏi miền tăng kì parang nô cục cung nô endogen đối chứng ban đằng hơi nô pel đây là parang cục cung endogen yun liều mẹ nứng cứ miên là bầm nón trong đanh nhà đanh nhà anh đang cũng chạy vì đối chứng endogen ní cứ bắc cát chia cùng ní endogen mùi rung khnề mẹ liều tại nước Việt Nam đối miên là cái prong pleo mùi thà nô pel đây là đây nhà này công bán cứ khmer rồi khmer liều rồi liều yun rồi yun. Bất thế ti bị chọc tấu nô pin là nhà này công tranh nhà bị khmer hay bật quân là đây nhà
เอกเรียดอลปฏิเสธไปนี่เป็นแต่กองเติมยนต์ไม่บอลพร้อมดอกเพราะฉะนั้นตะกี้โจลให้คือกี่อัดใจตีอันนี้บองปวดขมแม่เพียยังกูแต่เรียนโซดปีประวัติตาสาบอกขมแม่ยังนี้อ้อยเพียเพียบานจะบานเลือบานบานดึงถ้าเต้ามาให้จิตตาบอลยุ่นตกไงนี่พี่ยังด่าให้ยังก็เมียนเป็นต้อมาเตี้ยนโนเปียนแดนละได้เนี่ยเพียมันพร้อมใจลุตราตะเมียนสั้นเซตติกรองสันแนวหนูเสื้อเดวหนูชงชนะมาเปิ้นผมบุญรอยค่ะบุญนู้คืออ่อนระเจี๊ยดกิสังกัดอ้อยกองเตอร์เวียดนามนี่ดอยใจปีปฏิทินปีนี่เลี้ยวไปหนึ่งขมายบ่มันเมียนสั้นเซตที่กรองเสื้อแนวเต้คือท่าวิอัดใจเต้วินกนกเราะยังตายโดยฉะนั้นมาให้จิตตาปกิคือเมียนตั้งปีปีลุกโทษมตัวไปจับบัตรโดยจะจำเริ่นตัวสุวรรณหอศัพท์ก็สำลายยึงก็บ้านอนุญาตโดยกองเติบเวียดนามขันจึงนี้มโนตามตึกในยึงดำใบไว้กองเติบอเมริกันให้หนึ่งยุ่งทางตะวงให้นุปิลเดลเวียในไวโดรุยตรลุกในโดรอมเซียนุคือบ้านอนุญาตโดยกองเติบนี้โมดโดยอัตโนมัติโดยเหมือนฉลองการสเพียอันนี้คือเจ็บปัญหาระบบเนื้อเดิมแขมเดลเดอร์คอฟเฟลต์แต่โฮสคือเดียเดิมสมไรแต่มันเองโดยสมงานมันฉลองการสเพียตัววิ่งดอลวิ่งเมียนอะไรเนี่ยปัญหาการลังคือวิ่งปัญหาหนึ่งคือทำไปเจริญแม่จีเนี่ยตัวโรคกลัวดอลพิลเกิดอันน้ำมันอ้อยตัวดอลพิลสเพียดึงให้ลูกลดดอลโนดึงคือท่าเสียดุดอกลวนนี่ช่วงใหญ่กัดตัวโปรบองโอนบัดดึงรุยออกไปเฮ้ยจงเกลื่อนแต่เลิกเจียฮัดพอลโมต้องไปท่าแม่ยิงเมียนแฮดพอลกรุบเกลื่อนนุกนองกาคาเปียตึกใดให้นุกเนียมนุกนองอะไรเงี้ยแฮดกาได้ยิงเหมือนตื่นสองสายเจนนิกถ่ายโยนเมียนไม่จ่าดอกยิงปีกรุ๊กยิงเมียนปวดสะบันต่อบันต่อเดลฟือเอายิงจับอารมณ์ดอกละเปียนึงที่ท่ากองเติมโยนดอกใจเตียนลูกตราแต่ล้นนลบานไวระหดดอกละได้เงี้ยออยกองเติบยุ่นในใจมิสระขมายหายออยเสียนุกนึกนกออยสกีมตุกินเนี่ยดอสไลด์ปนเต้เสียนุกเกิดอัดนกสกีมเกิดตุกงเกิดได้รันเสียบุ้ยออยรวดโจลปรีมากีนุโดยจีออยได้เนี่ยกำลังตัวกองเติบเวียดนามเดินนุกนองสระขมายสลับโดยฉะนั้นโนปิลเดินลนนลไว้มาปราตู้คือท่ากิการออกประมาณแค่บาดหายฮะได้บางกิการออกรุกินโนนุกอยู่ให้กิเมนเตอร์มโนด่าดูจากกิมยันเปรียบยิ่งยิ่งตรังจะหมดนี่เองไอ้ด้วยจะเล่ายิ่งเย่โมไปจะบอลยิ่งเรื่องดาซีเอลวีดูจากวางปนยิ่งเต้ามือฐานนกเปี๊ยแล้วกิโจลเฮ้ยคือกิอัดใจเต๋อบ่สั้นจิกมีนกลมเนียบสกัดปีออนตรายเย็ดนำมุ้ยคือท่าได้ขาดกิอัดใจโดยจีปัญหาหนึ่งดับบอลเซตเกย์ปีเซ่เดลเฮาท่าซีเอลวีดิเดลละได้ยาโลกหุ่นแสนนี้บานดาประจวลประติถึงใบนี้เกียร์ตะบอลเสร็จเกียร์แสนนี้คือเกียร์ปัญเกียร์เรื่องมุ้ยเดลเวียกรุษนาบุพพ์กีโจลให้อดใจเตะไอ้บอสันนี่ยังเป็นนิดหน่อยเล็ดตู้เหมือนกีโจลมอสโรยังเหมือนเมนจำแต่บังเกิดอะไรซีเอลวีนี่เตะกีโจลรุ่ยมาให้ตั้งไปชนะเจ็ดปุ่นนกเปลือกกีไวอะไรเนี่ยโจลมอสโรปอลโปนี่คือกีโนไปสโรรุ่ยตายไอ้นุเป็นลูกก็มีองค์การสหวิจิตรเดี๋ยวเก็บสังกัดดับใบอ้อยดอกเจงตู้ก็ปั้นดับใบกีเจนิกเป็นแล้วกีดอกตู้กีเมียนตู้ต้องอ้อยนะพอตามเข้มจูบประเดี๋ยวปุ่ยยูนมันเนี่ยเดี๋ยวบ้านตู้ปืนเจกองเตอร์ไปนุกน้องสระขมแม่ไอ้ก็บ้านเจกเนี่ยเลี้ยงตู้เบี้ยบ้านปราบเข้มถานุเปี้ยเดี๋ยวกีดอกกองเตอร์เจงปีปฏิกรรมปุ่ยเจคือกีดอกตะโกนตะเฮียนตีมีปุ่ยเจกาจนบ้วนนุกน้องสระขมแม่ต้องนี่เบี้ยปราบเข้มบาดคำเบียกู้ไอ้ปลื้มเป็นเต้นเบียกู้ไอ้ปลื้มเป็นเต้นโดยเฉพาะบาดคำกระเล็กมือโตถ้าปัญหาได้เนี่ยมีบัญชีการเติบโตทุ่มนกนองสระแม้คือทำเมียนกีนกนองนุกรวยตัวให้โดยเฉพาะบาดท่าไว้เดลกีโจลโม่ให้กีอัดใจตัววิ่งเตะอันนี้เจียมให้จิตตาบอกกีท้ายประสันจีกาบังเกิดได้เนี่ย CLV นี่เตี้ยคือท่าท่าโดยจีบังเกิดอันใดจะมุ่ยโดยสับบับทำไมไอ้กิโจลมาดูเตียดเฮ้ยโนปิลแต่กิโจลคือทักกิมเหมือนโจลไต่ตัวเต๋อโดยจีจุดเนินน่ะเบาะกรอยง่ายไต่ตัวจุดเนินน่ะใจจะทาตีปี
đeo kỳ sông tạ bay khét hay không rịa bên phạm năm là bấy mô triêm mà đây phân phân con tựa bỏ kỳ bất tế kì mình mên mô tạ con tựa bên áp chia chôn kì mô tơ tạ bình tì ở đây nhà sọc mê dương đô Campuchia krom rốt đào kì miền chùm nôn là lưu dương tì bình chọc tấu cứ kì trọ bàn trục rung chia sạp phố đồ chân này bánh hà ni mũi cứ tha viên ứng cất lăng đôi nhỉ đồ chân này bọn con khmer dương tiếng ó tôi bay miền nên nê cá nè dù bài tàu khẳng nà cả đói bật tế cuốn bọc đoàn dương tư trong cá phía bộ đạp hiệp tự đầy dương đi ở bàn cuồng quần cùng ôi ở đây nhà robot đây bắt băng tu ở đây nhà ở bật tế khẳng cất đeo kìm miền mà hết chị ta đồ bay cục rộng dương tăng phí ơi rồi hốt một tuần bài cho bọn đi đồ chân này khăn ông niêm ở dương chế khmer cứ tha dương mân mên rưỡi ông phùi xa tế hay còn mình xóm chuẩn chết Việt Nam thế còn tế bởi vật xác bàn bằng riêng dừng bởi vật xác bàn bằng hai dừng vì mà hết chị ta bỏ kỳ hơi bởi vật xác bàn bằng hai dừng thả ca bắt bong tiếng bằng màn tú cần lòng mà hơi cứ sắp ra chìa mà hết chị ta bỏ kỳ kì mình còn bây chết đích nó không ở đây nhà cả chết chết đồng bày cực rộng dừng rồi chứ nét to tổ vinh thả bánh hà để bởi cơ lần nó sọc mấy cứ việc thuần khổ nạ hơi bánh hà đây là kỳ xung quanh thảo lúc ra tại miền lúc xong thường xì chôn tàu hơi đến miền ở đây nhờ bởi chế chuẩn cọc là sọc nha hơi đến miền còn đập ở bụng tàu cứ viết chế chung rừng tà bùi không có ai chụp chụp đấy có bánh ta nô xu thả ta dương miền vị thị nà đều ai ôi lúc xong thường xì đi chôn tục nông ở bởi tế nè Campuchia bàn vì bởi chống có miền chung rừng thả bởi xanh dì xong thường xì bàn chiên chương chôn đó là bởi tế Campuchia bản chân đây bởi tế Campuchia cứ bởi chế chôn bởi cót chiên nâng ngược mổ tổ cất hơi nâng đợt tam mê kia là bỏ cất bởi phục tự phục đây bằng khan đôi chì dương bản thật khơi nhẹ cất lo bởi hơi nô phiên đều cất bỏ chân nọt nô chân nằm ở phần lô quay sử dụng chẩm nói những châm cắt xa lô bình tế bẹp con nâng bánh hà lô bà thêm xây thi xa mạng xì bởi bà sân chia bàn vư chô mê tập hùm những cơ thể và chia chân tu tăng và bà tế những người ngược là ngược ổn em cho bà sân chia con mình ban vô chô mê tục phùm vinh ta vô dương chìa bộ rộp đại chìa nẹo rôn cục xóa cu thôi dạng mạch đầm bây ôi đọc xài toàn bề bà rừng bánh hà ní thà bộ rớt cục rút dương cu tệ rôn đồng đọc xài đầm bây cực chô bị bộ lô xăm rừng xí tôi không bây chỉ cần bàn chân nộp nộp đầy mẹ cái đấy mình bàn chân nộp nộp đầy mẹ cái đấy còn tế nâu ở đây lưu tê riêng ổn trả chết cứ cực đời chân nịch đối chân em bà sân chỉ tôi chỉ bằng phôn để bàn lưu xung nua một lần tôi ra tôi xóm thật xí bàn chân là ní cực chung của ai cực hiệp còn tế bà sân thì dừng ruông ruông trăm tại cực tấu cứ thả dừng có việc bị bạc đè vì bà hay là với bàn việc bà bạc tôi xóm thật xí cực bà bạc đừng chôn lá vì bà lô con xét bẩn ảnh nhạt rồi cực chỗ hơi bởi tí chứ kháng có kì bẩn ảnh nhạt rồi cực nứng cho lòng cặt bởi tí kì đẻ rồi chứ nét ca biệt tập phùm này vứt rồi bỏ lộ xong rồi xí nít cư về miền ca tận tánh nè rồi chứ nét vừa thả tôi hộp bay trong bẩn trắng cứ bong bốn chùm rước tà mũi đôi chờ việc miền tầng phi bàn lực kháng mụ hơi cứ thả dương trâu tài cổ chô lờ tự ọc nế đồng bay ca bia đây bồn ngạp hiệp tự đầy dương phí phô dương miền chùm rước tà mũi bởi dương bẩn đôi ôi to tổ tiết cứ dừng khơi nhà hàng được thấy căn tật phù hợp lần rốt đó là dừng của ba nâng ở đỏ sáy hơi dừng đừng khai tôi chỉ chuẩn chiệt phía tánh hơi chuẩn chiệt phía tánh ấy cứ bị ăn miên sầm lên và cục cân nằm bay ăn trái chiệt kỳ chập rắm hơi nữa sầm lên là cục cân nằm bay ở đây nhà của mô kia nằm bay thưa sự cam một hiệp là mui đây bất chẳng là tạm bị bà tế bắt đầu lâu đi dừng nông miên ở cả miền tên tôi chờ bọn sự thẳng thắn bàn lựa lần hỡi cái trọng tiền thì còn phải cứ chìa vụt mùi đọc bí xe tụm lạp dưỡng phía tôi hợp bây chì cái nạp bạ bởi chìa chuân lộ con xe thả cái trọng tiền thì còn phải bàn sạp tờ hời ảnh đích cứ chìa ca bật lại dự bỏ kì đi vì bộ cái trọng tiền thì còn phải cứ chìa sự thị xe nhà on trả chiệt nạp on trả chiệt được chứ nè mình ai sạp tù đòi nghề nghề đừng bà tì còn tế bà xanh chì ôi ở đây nhà thị xe nhà ní viên miên là đồng nơi ca tử vinh lúc ra tới dương cọc lần dương cọc lớn kích xanh là ông ca này ơ này kích này ô sự thị xe nhà này
ที่กรองปานี้เวียนหนึ่งเดอร์ตามกรอยหนึ่งโมกาเปียยืนเหมือนกันไปปรุงอะไรเนี่ยประเทศเดลบานไหนเจ้าขัดตะเลคานุแพร่คางลุสไรก็กี้เหมือนปอปองเตสับไงอะไรเนี่ยยังเกิดมือฐานในองการสังคมสุขวิลโนปิงสระแม่เตอองการสังคมสุขวิลนุเกิดโมปินาคือตระกาเคลมโตรเป็นประเทศคางลุสไรไอ้เคลมโตรประเทศคางลุสไรนึกก็ไปยุ่งตามเกย์ปรุงเพียงที่กรองปารีนึงไงโดยฉะนั้นดอราบหน้าเดลเมียนอะไรเนี่ยเกย์ปรุงองค์การสังคมสิวิลโนเป็นสระแม่รับนุกเกย์ปรองเปลี่ยนที่กรองปารีสคือโนแต่เมียนปีเพราะองค์การสังคมสิวิลนุคือเจ็บเนื้อเงี่ยมุ้ยบอกขังลุสไรไปยุ่งตามเกย์ปรองเปลี่ยนที่กรองปารีสนึกดับไปตามด้านมือสกรรมมาเพียบประจิตเรือท่าไปบาลกัมพูชานี่แต่เต้าอันวัดปานเตรมเตาหรืออ่อนเจียบไปเสกีดอดสำคัญตะลือสิทธิ์มนุษย์ตะลือสิทธิ์มนุษย์ให้หนึ่งสิทธิ์ได้เนี่ยปลดรัฐให้สิทธิ์นโยบายโดยฉะนั้นบางยังเคยถาเรียงเรือฉน้ำกี่แตงแต่เมียนอะไรเนี่ยสันเซ็ตประชุมมวยโนติกรองเซอร์แนลสได้ปิดเซ็ตมนุษย์เฮ้ยนึกกี่อ้อยเป็นตุ๊ตะลือปิดภพโลกถ้าก็ปฏิหน้าก็รบเซ็ตมนุษย์บาดล้อหรือก็บาดตะกร้อโดยฉะนั้นไม่ยังโนบาดตะรางรอดโดยฉะนั้นการน่าแต่โนบาดตะรางเฮ้ยเวียทื่ออ้อยเมียนปัญหาโนดอลกากรุบกรงบาร์เรตถ้าไปบาดเฮ้ยบาร์ซันจะไปเจจนจิกรอแทนตัวเทียดคือยังหนึ่งเมียนดับนอสายจับประเทศเวียดทัดเหนือเลยยิงแต่ใต้ยิงเฮียนหรือก็อ่อนบาดส้มออกคนบาดบาดออกคนจ้างลูกวัดสมบูรณ์จบกองการบอกนะบาดบอกสายนึกว่าจะจำตั้งการลึกย้ำมากลมาลูกเซิงสปอนวิ่งมาลองเทียดแต่เปียปอนหนึ่งประเทศนะบอดยิงนี่ได้ยิงดังสลับให้ประเทศมาเยิ้งไปใหญ่จอมโต๊ะเจียมวัดเมียนพรมโต๊ะจอมจมูกยวนเต้ได้ใส่ได้สาดันได้โกสังซีนปีน้ำแต่ปังดัดหัวนึงคือตาดันได้บักไม้จะได้การกำเจกรอบอัดเมียนยูอัดเมียนพรมโต๊ะจอมไปจมูกขมายนี่ก็ได้ทราบไม่ดังนอนว่ายื่นเจ็ดจนละโมอมไลสก์จัดตัวสกอปมได้จมูกยวนหนึ่งขมายคือใหญ่จอมตื่นเฮ้ยนี่ยังเคยนี่จะภูมิเราให้สำเร็จตั้งปีโดนปีตาหม้อเราเลยได้ขมายเราบอกมังโก้ต้องจะให้สำเร็จเราเลยได้ยวนให้สุดได้ยวนนั้นตัวใบจะได้ยุ่งก่อนได้ในกรรมชีกรบักมาอยู่ได้อาจจะมาหนึ่งเลยให้กาบอกบังโกโปรโมทนี่ยุ่งจะเทิมบังโกคันเซมาให้แพนตี้ก็ยุ่งถอยแล้วเปียปอนแคลมอลาปัญญาซีอาวิก็ยุ่งจะเนี่ยกรุบกรอบต่อเสียดจอมจะนัดหนึ่งให้เข้มจังเอาโลกสะพอนจุยบ่มเพลือไทยมันไต่เทียดยังเคยทาปัญหาเนื่องเกี่ยวปัญหายังมันอาญาตัวโยบานเต้กระทาเอาไว้ไว้ก็ยังนังทายุ่นเจ็ดจอบอกว่าแต่สักอยู่ตึกใดดอกบักไหมมันเป็นเจียเรื่องธรรมดาเต้ฮัดไอ้เดียยังนอตายตุกจัดเกจือเกย์ซับแบบอาญาตัวเทียบบ้าปัสสันจะดูฉันนอตาลูกสะพ้นอาเมนกระทาหมัดชิวบายกระทาก่อนเลือกเอาไว้มวยดำไปเลือกลางจุยเลือกตึ้งเจ็บไปเจียบพอแล้วพอซับง่ายไปเจียบพอยังกับปงชื่อจับนะน้องสองเวอร์ดังนอนบอลลูกคนแรกก็บันไตก็จำต่อกักสู้ตาลูกอาเมนกระทาปิดแบบปิดที่ใส่เอาไว้มวยกระทาแฟนกาไว้มวยดำไปเนี่ยเย่เราไปเจียบจนขมาออกกับเมนแฮนกาเป็นใจมัดติคลองกาทัวร์บอลลูกคนแซนสับง่ายเจ็บไปเซ็กคือดับบอลนาซีเอวีนี่สมัยเนี่ยครับไปเจ็บยิงคลาสลงสกมาแล้วสมัยแต่จัดลายเรื่องเซ็กก็มันจึงเห็นจัดลายเซ็กของเต๋อกู้ใจยิงยิงไม่ดับไปเอาก็บัตรกาพิคลายก็แบบตีมวยยิงตาตะมีเนี่ยใจกันเตะกรอมใจกันเตะดาร์สักซาสลาเจียวให้บอกผมสายอันปีปัญหาดอสไลปีโยบายการตูดจมูกเวียดนามนี่ว่าถ้าการทัวร์การตูดโดยยังประฉบับอันตรายเจ็ดหนึ่งเวียสำคัญให้ประเด็นสำคัญมวยเจ็ดคือยูนิตเมียนกรมจุ่มเนียงแต่สักสามปีพอปับปวลไอหนึ่งพลาวเจงแต่ยังอาจสอบจากอันตรายเจ็ดให้ยังอบรมจิตรนึงอยู่อัลบัตอยู่อัลท่าต่อสู้จมูกเวียดนามนี่แต่ยังจะได้พลังหน้ายังไงพลอยกระลองม้อไปยังโยไม้กระห้องจีกุมรู้ไปยังโยมอจีเนี่ยสัจเนียก็จีเอ็นดิเคเตอร์มวยยังเคยทำไม้กระห้องกอดบ้านคือโกนโยบายปังจันนำไปนำดอกไม้กำจีกร้อมหรือก็ตบตัวไม้จมวยให้จัตตาบาลีนามให้เอาไว้ดาร์ไม้กระห้องปังจัน
គឺសង្ឃឹមថាចិននឹងជួយព្រោះខ្មែរក្រហមអាចជឿថាចិននឹងវៀតណាមជាសត្រូវនឹងគ្នាបាទណាពួកឯងនៅពេលដែលដបងទីចិនវៀតណាមនឹងមិនជាសត្រូវទេក្នុងការវាយអាមេរិកកាំងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្មែរក្រហមវាយដាច់ហើយនៅពេលដែលវៀតណាមបង្រួមវៀតណាមហើយចិនវៀតណាមក៏ត្បូងហើយវៀតណាមនឹងបានចាប់ដៃជាមួយរុស្ស៊ីខ្មែរក្រហមមានអ្នកសិក្សាមួយចំនួនគេថា ចាន់ឈោះជាមួយវៀតណាមមែនទេព្រោះចិននិងរុស្ស៊ីអត់ត្រូវគ្នាកុំមុនីពីនឹងអត់ត្រូវគ្នាណាប៉ុន្តែនេះគឺជាដំណើរការទូតការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ខុសឆ្គងដែលខ្មែរក្រហមពឹងចិនទាំងស្រុងនៅពេលដែលផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបែកបាក់អត់មានអ្នកជំនាញឯកទេសពិតប្រាកដហើយមេដឹកនាំដូចជាប៉ុលពតហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្រៀនដោយហូជីមិញរួចទៅហើយបាទត្រូវបានបង្រៀនដោយហូជីមិញអំពីនិយាយទៅហូជីមិញមិនបានបង្រៀនទេគឺ ខ្មែរក្រហមមុននឹងទៅជួបម៉ៅសេតុងនឹងបានទៅនៅជាមួយហូជីមិញចំនួន3ខែហើយហូជីមិញបានបង្រៀនអំពីគោលការណ៍វណ្ណៈអធន1ថាយើងត្រូវតែចេះឃ្លីនប្រព័ន្ធអាចគន់អីទៅឃ្លីនប្រព័ន្ធអាចឲ្យហូជីមិញហ្នឹងទៅបាទបង្កើតឲ្យជឿចាប់តាមពិតគេសិក្សាពី psychology របស់ពលពតណាគេសិក្សាពី psychology វៀតណាមគឺគេប្រកែខាង psychology ទាំងពីចិត្តសាស្ត្រគេសិក្សាពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សហ្នឹង ចឹងគេដឹងចរិតពលពតថាជាមនុស្សជ្រុលនិយមឬជឿនិយមទីចឹងជាមនុស្សគ្មានហេតុផលទេគឺយកកំហឹងទៅកំហល់ចឹងទេបានគេបលេងឲ្យគាត់ទៅជួបណាទៅជួបណាម៉ៅសេតុងហ្នឹងអានឹងគឺប្រវត្តិសាស្ត្រវាច្រំដាលទេបាទប្រវត្តិសាស្ត្រវាច្រំដាលនៅពេលដែលជួបវិបត្តិគឺវៀតណាមប្រើចិនដើម្បីជាអន្តៈឬក៏ជាធ្នាក់ដែលខ្លួនអាចគេហៅថា advantage policy របស់ខ្លួនមរើខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមខ្លួនឯងពពុះខ្លួនឯងនេះគឺអត់មានកម្លាំងរឹងមាំផ្ទៃក្នុងទេគឺធូររលុងមានបពុជច្រើនហើយគោលការណ៍នយោបាយគោលដូចជាជំនឿឬក៏បំបត្តិវណ្ណៈអធនកំចាត់ប្រសងកំចាត់សាសនាហ្នឹងគឺងាយនឹងបែកបាក់អញ្ចឹងវៀតណាមដឹងថាគោលការណ៍នេះគឺគេនឹងប្រើការបានដូច្នេះហើយយើងឃើញអីកុម្មុយនីសចិនអត់គ្រប់សិទ្ធិមនុស្ស ពលពតធ្វើចុះបដិវត្តចុះគឺគ្រប់គ្រងដោយម៉ៅសេតុងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវៀតណាមគេមាន upper hand គេមានក្រុមសាវជារបស់គេក្រុមសិក្សារបស់គេរួចហើយតែដល់ផ្លូវហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ដែលគេចង់បានទីបំផុតគឺយើងមានហិនហោចសម្រាប់តែអ្នកប្រាជ្ញសម្រាប់អ្នកបណ្ឌិតបញ្ញវន្តហូជីមិញខ្លួនឯងនេះនៅពេលដែលវ័យរំដោះខ្មែរវៀតណាមខាងត្បូងបានគឺពួកវិជ្ជាបណ្ឌិតពួកអេនជីញ័រអង្គសញ្ញើ តែជាពួកវៀតណាមសេរីយួនសេរីហ្នឹងគឺគេបានអុយទិញសម្បត្តិទៅណោះមកអាមេរិកមកកាណាអស់គេអត់សម្លាប់គាត់ចាប់ដាក់គុកទេបាទនេះឲ្យដឹងសិទ្ធិភាពជាស្ដែងប៉ុន្តែពលពតក៏ពីរំដោះបានហើយគឺយកអ្នកបញ្ញវន្តជាសត្រូវបាទវណ្ណៈអធនហើយយើងមកកំណត់បង្កាត់កំចាត់វណ្ណៈប៉ុន្តែយើងបង្កាត់វណ្ណៈ 17មេសាហើយនឹងវណ្ណៈម្ចាស់ភូមិអីអ្នកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញបាទ នេះគឺជា policy ជាគោលនយោបាយខុសឆ្គងហើយធ្លាក់ក្នុងអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមមកបាទអញ្ចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យមេរៀននឹងវាជន់ដានសូមឲ្យមានអ្នកជំនាញខ្មែរយើងសិក្សារបស់ពុំផ្សាយរឿងនឹងដើម្បីដោះស្រាយជាមួយវៀតណាមបញ្ហាគណៈបកជាជនក៏ប្រកាសដឹកនាំមកលហ៊ុនសែននេះគឺគាត់បានបង្កើតបញ្ហាច្រើនណាស់ជាមួយវៀតណាមនឹងបាទមុនដំបូងយើងតិចអស់ថាគាត់រត់ទៅចូលចិនដើម្បីឲ្យកូនគាត់ឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាគាត់នឹងផ្ដាច់ខ
យាណាមខ្លួនឯងនេះនៅអង្គការសហជីវិតគឺអត់មានអត់មានសិទ្ធិវីតូទេបាទតែចិនមានសិទ្ធិវីតូបាទចិនមានសិទ្ធិវីតូនៅអង្គការសហជីវិតអញ្ចឹងរដ្ឋរបស់ចិនគឺអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបបារាំងអង់គ្លេសអត់ហ៊ានទេពួកយើងនៅអង្គការសហជីវិតមានប្រទេស5ប្រទេសអញ្ចឹងប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងមានរុស្ស៊ីមានចិនមានអាមេរិកមានអង់គ្លេសមានបារាំងហ្នឹងហើយមាន5ប្រទេសហ្នឹងទៅបីបញ្ហាភូមិមានទៅក៏ដល់ចិននិងរុស្ស៊ីអត់ភូអត់អត់វីតូអរថាភូមិមាននៅតែដំណើរការបច្ចុប្បន្នវាអញ្ចឹងវៀតណាមមើលឃើញអញ្ចឹងលំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើមានការតស៊ូមតិខ្លាំងក្លាពីគណៈបកជំទាស់ស្នើទៅអង្គការសិទ្ធិជាតិឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីសមាជិកចិននិងចិនអាចវីតូចប់គឺអត់ដកបានទេតែវៀតណាមមើលឃើញចំណុចហ្នឹងມັນជាឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែននេះទៅជប៉ុនចិនតែវាជាគំនិតរបស់វៀតណាមបាទនេះយើងទៅយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងការសេពគប់មួយគុំនេះគឺដូចពលពួតអញ្ចឹង
chẳng cả đại lang nhiều đồng trai phim ở bị chụp rót đập mền nhẹ miền ban sơn là chân trai cả anh được cro chết Việt Nam chân chết Việt Nam trôi mau có bẹp giang hồi đó riêng CLV này riêng phi chích của nó này thà bây giờ cứ ban tại Việt Nam tại Việt Nam hồi này ní cầm cầm nhập đây rồi bỏ chân cứ cái chạy đa cô này vào bài muốn bỏ mấy chi diêm từ cho cha tiện tiền Việt Nam chờ nữa còn đây Việt Nam kia thà kế show cả đá lúc lúc xây dựng phần lúc lớn trong trận lúc là cậu ấy đọc chưa gọi và tê khám ai những thơ ơi nực hơi cao kỳ sẵn mày Soviet một cục cồn và tê khám ai bế nó ngược Soviet của khom lobby ôi rất cao một chí nên cậu ấy đấy không thể để xa cao với tôi bỏ chân mà nội thay là xa của ấy bắt khám ai của họ bỏ rồi đề đối chân đấy ca lên lần bỏ luôn á cứ thật chỉ ca vui mơ còn mình chọn ôi cậu ấy được bắt máy tôi chưa được cao bị xa mày rất rất cao một chí đây lúc giờ lúc có trong ôi cả mai đến thơ tôi chỉ mua chánh đồng bay dùn cây nhầm đánh lưu bị thơ máy bạn kế chế dương và nắng sự việc chế dương cầm trốt mình đã chánh ở cầm trốt chánh cầm trốt mai của hòm tôi vô lắm chẳng vì mình buôn tuần mùi và tuyệt đấy vì vì thua ở bạc bài nam muối mai của hòm kế miền miền Asana đang có sắp chết môn nâng tiền ngày cái game đó cái bán tìm tiền nâng bàn ngày chấn đọt bàn đây hay là mỗi Việt Nam nâng cứ chuyển tiền và chuyển tiền và đây cả này đối nó phù mỹ ở miền bắc tây là chuyển tiền thế còn tại crom niệm chia tập tây bọn sản chủ trí ai tìm tiền ơi mình ơi cái ai bàn tập ngay nữa chẳng mà ra thà bà phù mỹ chia tập bà khó chấp còn tại thà ơi đặt mặt tầm bay ơi tây on đã chết trôi tới tầm bay quay cầm chặt thì hiện phù mỹ thưa ở cả của miền chân cái vị tố hay nâng rusi cái vị tố cả này nâng viên chẳng là không ai dưỡng cái hên làm liên cái nào bạn sẽ đồ chết khi ở đô Việt Nam chỉ cực thể của ấy Việt Nam mà ai bị tổ bàn tại cái dốt chân nó sẽ bị chế bị thi sát bởi Việt Nam tại Việt Nam hồi nãy ní phương bởi đây chỉ cầm được một chân nó bị tràn à sẽ được cách bởi Việt Nam trong chặt tập làm việc với cũng tương chân mình tương lượng mấy cái ở nông dân mà nó cứ nôm chân cho chân thì chẳng thấy cái cất bị sát cách kia môn chẳng cái cất bị ca bùng rích bị chỉ chuốn bùng rích ở tập quân vô bài sát cách bị con tuộc crom chúng nuôi cái bia bị chân bị rusi để sắm ngay cái tập phong rusi tiền cái oi lô Putin nó một tuần sẽ lại cách nơi Việt Nam tiền mà đang thằng Putin nó cho nuôi mọi của mà hay lụa preng thọc thọc mọi chân hay ở mọi Việt Nam ai lụa toi mà những cái này mùi cọp đầu hay những cái thế Việt Nam cái bay cái chả lạt và nông cá thôi nhiều bay cá tụt tại dương nông cá đặc nôm mà là bọn chị chốn cứ dương nó crom còn đáp đây với Việt Nam là hột chẳng thế bạn đã đồng nó sai là lục xuống cứ dương tàu tại kết rừng này biển tên ha chúng mua Việt Nam cùng vô cùng hoang tôi cùng hóa cùng vô chết xa một đọc lại của ông ta giảm chết gọt công trời dương và đã xong rồi dương sạc xa sao chưa chết chứ bác chịu tôn nâng thị sở nhà nó để bật chăng nâng bắp on ra chết chẳng Việt Nam chỉ dương thưa thị nhà mùi lộ con sàn nó để mình tuy bị bàn ra chết và lo mốt đôi giờ thị sở nhà rừng vùng đàn đầy cô rừng vùng này đầy tốt rừng quả to nâng cư việc bật chăng cho ông ta giảm chết chết Việt Nam chỉ riêng mình thuê nâng thì tại chỉ riêng mình xa nâng là đại hay như anh đang dùng tôi mình tại đối cả ở đây ai sinh chết đập mưa nâng cái đang ở cả chỉ ở bàn thì ở bàn thì hay cả ở đây rừng ai thị nhà đồng bọn CLV ní coi dương có đang ở bàn này có bạn đang mà bà thà bị chia chôn mai mình người làm thế mình sang vô mình sao chiếu mình xăm kia như thế kê vô bị chia chôn kê mà đã lâu một thấy năm chín năm đang kê đã bao man này dương ở đây đang tua miền bật hơn còn là thà ra tận nãy cái gì mình nói cái gì cứ chỉ bật máy mình ai tự đòi xài ban đôi cái lạnh xe như thế những đại phu miền đại dương tụ ban thì mình đặt cam lại để quạt bật cắt cầm ấy mà rồi đặt lại cầm ấy nữa hay cầm một cái dương ở miền cầm ai cái gì nó ban tất là chưa thế hay thay ní lô để sắp bị xây bằng ca sắp chi tiết cứ vị trí muốn tập bón quạt ban tới tiết sản cách nơi đồng bón chuẩn chất đam hiện tích nơi khác được tận nãy cái gì đã tụ làm lúc xịn nữa nữa ไอ้ quốc บ้านระบายการมวยจํานวนจรานถ่าตําบลนั้นคือรมลบติโนข้างล่างมันเต้ไอ้គាត់នឹងសរសេរប្រាប់នៅអង្គការសុជាតិឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទហើយពីដើមឡើយយើងមាន global wit នេះទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយឈ្មោះ Timber អី Timberland ហ្នឹងហើយដែលវៀតណាមនឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ហ្នឹងណាក្រោយពេលក្រោយពី global wit នេះបានធ្វើរបាយការណ៍ទៅក្រុមហ៊ុននោះគេបានបំបីខ្លួនហើយតែមិនមែនក្រុមហ៊ុននោះដកចេញពីរដ្ឋក្រីមដកក្រីទេណាអត់ទេ
គេបំបែកខ្លួនឲ្យអ្នកផ្សេងកាន់កាប់ប៉ុន្តែគេនៅពីក្រោយខ្នងដដែលអានេះយើងត្រូវយល់ណាយើងមានតែរបាយការណ៍រំលោភសិទ្ធិនោះនោះប៉ុន្តែយើងអត់ដោះស្រាយចេញរដ្ឋាភិបាលមិនដែលដោះស្រាយទេហើយក៏មិនដែលទៅពួកអីសមតិសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំហើយមានកិច្ចព្រមព្រៀង CLV ទៀតហើយវាចောင်းយើងជាប់ហ្មងយើងរត់រួចហើយហ៊ុនសែនខ្លួនឯងអ្នកសញ្ញាហើយគាត់ថាគាត់នឹងពីអ្នកបឹកដំទៅទៀតហើយគាត់ថាចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅនៅតំបន់នឹងហើយគាត់ថាតំបន់នឹងមានចោមានអីគាត់ចេះនិយាយកុហកទេតាមពិតអសមត្ថភាពទាំងអស់គាត់អង្គុយអានជា logic នៅក្នុងកាយឡ័យគាត់និយាយមកដូចសមើសម័យអញ្ចឹងដូចតែ day dreaming ទេដូចតែមនុស្សយកសពយកសោកយកសពឃើញដូចបែបបាននឹងខ្លែអញ្ចឹងគាត់អត់មានការពិតទេយើងស្ដាប់ពីសារគាត់2ម៉ោងហ្នឹងគឺអត់មានការពិតទាំងអស់គាត់អត់មានក្រមវិជ្ជាសាស្ត្រចោះស្ដាប់ជាទាំងអស់ទោះបីរបាយការណ៍ដែលគាត់ប្រជុំចុងក្រោយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅប្រជុំ CRV ហើយ minute of meeting មកហ្នឹងក៏មិនច្បាស់លាស់ដែរហើយកិច្ចប្រជុំជាមួយវៀតណាមជាមួយអីកន្លងមកមានច្រើនតែមួយឆ្នាំ2-3ដងនោះមិនដែលមកបើកចំហឲ្យមកភាសានៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទេគាត់ឲ្យដឹងទេគេលាក់សម្ងាត់ហើយក៏មិនដែលណាសួរដែរមិនចេះរឿងកន្លែងយន្តការគ្រីមរ៉ូគរីនេះវារឿងអត់កំបាំងអត់មានរឿងតម្លាភាពទេដូចនឹងគម្រោងព្រៃជីកភូណនោះអត់មានតម្លាភាពទេគេផលិតសិភៅកាដាស់ប្រទេសថាទៅណាប៉ុន្តែសួរថាមានទេមានក្រុមហ៊ុនឯកគ្រីចទៅធ្វើ research ស្រាវជ្រាវទេពួកនៅស្រុកយើងដើម្បីឲ្យពួកមាននឹងយោជការបានគម្រោងយោជការបានគេជួល independent project independent organization ទៅ do a research ណាក្រុមអង្គការឯកគ្រីចដើម្បីស្រាវជ្រាវឲ្យបោះពុំផ្សាយឯកគ្រីចអានោះមិនគេជឿតែបរដ្ឋថាបានខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងមានណាគេជឿអានឹងវាដូចថាលាក់បាំងពួកមានពិតបាត់ហើយនៅរឿងជារឿងដែលយើងបារម្ភហើយជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយដូចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងព្រឹទ្ធសភាមិនអាចចេញមកអាកាត់និយាយឡងឡងអញ្ចឹងបជាទៅលើក្រសួងផ្សេងផ្សេងអានេះជាការរំលោភបំពានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងស្រុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្ងំធ្វើពង្ងើយបែបនេះគឺបានន័យថាបណ្តោយឲ្យបុគ្គលម្នាក់នេះធ្វើកោធ្វើភ្លៀងទៅលើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាតំណាងជាតិទាំងមូលឬក៏ប្រទេសនេះបាត់អស់ជាតិទៅហើយនេះជាសំណួរដែលជួយរដ្ឋខ្មែរទាំងនំប៉លៀតកំពុងសួរឥឡូវនេះបាទសូមអរគុណបាទបាទចការតាមតោលោកសេដ្ឋពុនពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខុនសែនធ្វើអនុជាកថាខាងប្រធានប្រសិទ្ធភាពក៏មិនតែគាត់ដូចជា control ទាំងអស់ហ្មងជួយទាំងអស់គ្រប់រដ្ឋក្រសួងដូច្នេះយើងឃើញថាអានេះហើយជាប្រទេសខ្មែរដឹកនាំបាទគាត់ថាបុគ្គលតែម្នាក់គាត់ទោះបីជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយគាត់តែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទីមុងសម្រាប់គាត់ថាបង្គ្រប់កិច្ចឲ្យខុនសែនតែប៉ុណ្ណោះទេអូខេឥឡូវងាកមកលោកសិទ្ធាថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយលើកឡើងបន្តិចតាក់ទងនឹងបញ្ហាបើប្រសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរងាប់ឡើងយើងដឹងសាបហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសយួនគឺថាដោយសារចិនរុស្ស៊ីជាមួយយួនដល់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមិនដំណើរភាពប្រជាជនគេក្រោកឡើងបដកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងការហ្នឹងទីបំផុតរដ្ឋថាបបាលយួនហ្នឹងគេក៏ដកថយរូបចោលគម្រោងហ្នឹងទៅហើយយើងសូម្បីតែប្រទេសកុំនីអត់មានច្បាប់បដកម្មទេអបិជ្បាបតកម្មនេះក៏មិនថាប្រជាជនគេគឺគេធ្វើបានជោគជ័យចំណេញប្រទេសខ្មែរយើងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងប្រជាជនមានសិទ្ធិធ្វើបតកម្មអហិង្សានេះដូច្នេះអពពណ៌នឹងបញ្ហា CLV នឹងភេទច្រើនបើតាមខ្ញុំតាមបានព័ត៌មានទូទៅគឺចង់ឲ្យប្រជាជនងើបឈរទាំងអស់គ្នាបើប៉ះសិនជាប្រជាជនពិតជាងើបឈរពិតប្រកបហ៊ុនសែនហេនយោកងកម្លាំងបដាអាវុធមកបង្ក្រាបបើប៉ះសិនជាបង្ក្រាបតើលោកអាចសង្ឃឹមថាប្រទេសដែលជាមហាម្ចាស់ហត្ថលេខីជួយអន្តរាគមដែរដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅពេលដែលប្រជាជនគេងើបឡើងគឺថាពិភពលោកជុំដៃជើងជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងរុស្ស៊ីបើប៉ះសិនជាព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតនៅស្រុកខ្មែរដូចជាបង្ក្រាបដែរហ្នឹងសប្តាហ៍នេះតើហ៊ុនសែនហេនយោកងកងកម្លាំងបដាអាវុធទៅបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទេដោយសារចំតោះរឿងបញ្ហា CLV តែជាមួយយូននឹងយ៉ាងឡៅបាទវាមិនហ៊ានបើហ៊ានគឺវាធ្វើវាប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិសាសនាសាសិទ្ធបារីហើយវាអត់ហ៊ានទេតែខ្ញុំគិតថាវាហ៊ានព្រោះវាគ្មានជំរឿទេវាគ្មានជំរឿទេដើម្បីរក្សាដល់មហិច្ឆតាយូនប្លន់ទឹកដីខ្មែរវាគ្មានជំរឿទេតែយើងតែតែអញ្ចឹងហើយបានតែវាមិនខ្វល់សំបីតែវាបំពេញសិទ្ធិសញ្ញាការបោះឆ្នោតឲ្យមកដល់សប្ងាយនេះវាមិនខ្វល់ទេណាប៉ុន្តែយើងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះដែលយើងនាំគ្នាពិភាក្សានាំគ្នាមើលទៅអនាគតនឹងយើងនាំគ្នាជជែកទៅនាំគ្នាបារម្ភទៅតែស្អីដែលយើងមើលគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្មែរខ្ញុំថានិគមយួននឹងមកអញ្ចឹងបានជានិគមយួនសក់ងាយនឹងការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវកលាស់នគរ
มันังยูนเจ้าตั้งปีชนำจัดสมบูรณ์มาประมาณเลียนให้ยืงสังคมตะเลือประชีพประรัฐมาเงือบสอบงายนักเรียนชมทาจังไงตึกในเวียบบัดมาสร้างและขณะนังไงเกวิชุนชุนจิตเกอจราอันตื้อใส่ดำมันตรมเต้าเต้าจีตรมเต้าอ้อให้เราเนื่องเขี้ยมยมกึศทายืงเมียนจำเริ่มสมบูรณ์นังเต้เวียบเมียนไอกราปีนังเต้แต่เมื่อจำเริ่มนังหายมาดาวเกพวกเราปปันในหายท่าสงครูจิตเกอรมลีตั้งใจยืงมันเทียนมันมาซาทายเราเนื่องเราเป็นธนะគេធ្វើដល់ប៉ុណ្ណេះហើយបើយើងមិនងើបទេគឺមិនមែនគេថាបងប្អូនខ្ញុំមើលឃើញតែមួយទេខ្ញុំគិតថានិគមយួននឹងហើយតែទប់ស្កាត់ឲ្យខ្មែរងើបមិនរួចអញ្ចឹងហើយបានជាយួនវាចាប់អារម្មណ៍ណាស់តាំងពីវាចូលទឹកដីយើងមកនៅខ្ញុំមើលរបាយការណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពេលវាវាយជាមួយពលពតរត់បងប្អូនខ្មែររត់សូម្បីតែគ្រួសារប្អូនខ្ញុំក៏ចឹងដែររត់ទៅព្រំដែនថៃកាវដាងអាយួនវាមកដល់តែយុគមាយរត់ចោលអស់អញ្ចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងកន្លះនគរហើយដែលយួនដើរតួជាខ្មែរជំនួសយើងហើយយើងសង្ឃឹមថាឲ្យពួកនឹងងើបវាជាការរៀបចំរបស់គេពួកយួនគេតែងតែឲ្យពលរដ្ឋគេមកមុនអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងវាមានពលរដ្ឋគេមកហើយវាមានរាជរដ្ឋាភិបាលជាយួនទៀតប្រកបបកើទៀតអញ្ចឹងហើយបានថាខ្ញុំថាវាហើយខ្ញុំឃើញបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនត្រូវយកចាយដាច់ពីរឿងប្រមកភំពេញថាជារបបផ្ដាច់ការគាត់ប្រកផ្ដាច់ការនឹងវាមួយយ៉ាងទៅហើយតែផ្ដាច់ការនឹងវាចើញចេញមកដោយសារយើងនៅក្រមនានានិគមយួនជីជន់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាអាខ្វាក់នឹងវាទៅជាជនផ្ដាច់ការអាផ្ដាច់ការដល់ទីទៀតនៅពិភពលោកនឹងវាក្រំតែប្រទេសនឹងវាគ្មានសេរីភាពអីចឹងតែទឹកដីគេនៅគង់វង្សតែអាខ្សែនេះខ្ញុំតែងតែនិយាយរបបភំពេញនេះមិនមែនត្រឹមតែផ្ដាច់ការទេបដិការឲ្យតាមនឹងក្បត់ជាតិណាបំរើនិគមប្រទេសជិតខាងដូចជាកញ្ចេះយួនដល់យើងជាខ្មែរបរមបើក្រំតែបដិការវាធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរកោះត្រល់នៅបោះយើងណាវាមិនបើកសិទ្ធឲ្យដូចមិនមិនត្រីកោននឹងយកយួន7លានណាមកដូចទៅពីទៅពីអានឹងតែខ្ញុំថ្លែងតែបរមណាអានេះបដិមិនមែនត្រឹមតែបដិការទេណានេះវាខុសគ្នាហើយអាបដិការនឹងតែពាក្យតែថារបបនឹងคลายទៅជារបបផ្ដាច់ការអហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការនឹងវាចេញមកពីការដែលគេគ្រប់គ្រងយើងនឹងដល់គេគ្រប់គ្រងយើងគេមិនស្អល់យើងងើបទៅវាទៅជាផ្ដាច់ការហើយបើយើងព្រៀបផ្ដាច់ការសក់ខ្មែរខុសពីផ្ដាច់ការដទៃទៀតព្រោះផ្ដាច់ការនេះវាថាបាត់បង់ទាំងទឹកនៃជនជាតិបរទេសចូលពេញអានេះវាក្បត់ជាតិថែមទៅទៀតអានឹងហើយដែលជាគ្រោះថ្នាក់ធំរបស់ខ្មែរហើយយើងមើលហើយការសន្ធិសញ្ញាប៉ារីគេយើងនិយាយគេដោតធំណាស់ណាស់រឿងមិនអោយបរទេសលោកដៃហើយខ្ញុំតែងតែលើកឡើងខ្ញុំថាហេតុអីបានជាកម្ពុជាបើសិនជាសន្ធិសញ្ញាប៉ារីនឹងបរទេសលោកដៃអត់បានតែយើងត្រូវដឹងថាកម្ពុជា CPP ជាគណៈបករបស់យួនអញ្ចឹងបានតែអាយួនមិនលោកដៃក៏គោក៏កាយណាស់ការបោះឆ្នោតគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងហើយបានជាវាមានប្រៀបទៅលើប្រទេសដទៃទៀតណាប្រទេសដទៃទៀតចុះយើងលំងទៅពាហ្នឹងវាអាយួនតែវាចូលមានចេញអីវាគេវាចូលវាថាដោយថាអញ្ចឹងហើយបើជាគណៈបកនេះជាគណៈបកយួនអញ្ចឹងសន្ធិសញ្ញាប៉ារីនឹងវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពអីទេព្រោះគណៈបកមិនអោយបរទេសលូដៃតែអាយួនមិននៅក្នុងនឹងរួចទៅហើយនឹងអញ្ចឹងបានជាវាលូដៃតាមសម្រាប់ហ៊ុនសំបិចតាមសម្រាប់សង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបញ្ហាពិភពលោកខ្ញុំតែងតែលើកឡើងណាហ្វីដាកាស្ត្រូនៅជិតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាកុម្មុយនីសកាណាចូលកុម្មុយនីសប្រហែល50-60ឆ្នាំ70ឆ្នាំហើយណាអាកុម្មុយនីសជារឿងលោកសេរីនេះជារឿងមួយដែលជាពិភពលោកសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចប់វាមានដូចពេលកាងក្តីហាណូយក្តីប៉ោយប៉ូតក្តីរុស្ស៊ីសូវៀតក្តីអានឹងជារឿងមួយដែលគេតែងដែលប្រទេសខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលគេខ្លាចក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកគេខ្លាចកុម្មុយនីសវាទីគ្រប់ពិភពលោកក្នុងពិភពលោកចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែទទួលស្កាត់ណែកុំអោយវៀតមកដល់យួនខាងត្បូងហើយអឺចឹងណានៅដល់ថៃអីចឹងទៅអានឹងជារឿងមួយដែលមហាអំណាចគេធ្វើរវាងលោកសេរីនិងកុម្មុយនីសហើយដល់ពេលក៏យើងមើលលក្ខណៈដែលខ្មែរស្លាប់ណាគឺវាចេញមកពីមហិច្ឆតាយួនអាយួនគ្រប់វាពួនក្រមផ្លាកហ្នឹងឯងគឺពួនក្រមផ្លាកយកអាឡេសណាដេញអាមេរិកយកអាឡេសដេញបារាំងអីទៅហើយខ្ញុំបានជម្រាបហើយបងប្អូនខ្មែរចំណងអាពតការរៀបចំសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងណាចេញមកពីយួនការរៀបចំពីយួនហាណូយមកណា
bơ sân chi pôi pôt kran đai ban chau chi robop komunis đôi chi kuy bai nưng na jeung mun khwal proman te tuk dai vi mun bat te vi kran đai prate mun chamran tae ka samlap thum bomphot doy bong bon leuk laeng vi trom tae na khnyom chuop thak pram ma vi yon nong tbong dai hay jeung meur keun sok khmae sumbai ta kon thien ko yo khnie to vai chao dai a nưng haet ai bong bon vi khmien dai vi ba te mai có hôm đại quý cái hào châu bay mặt mặt kỳ nữa được chim tay từ lực lao nó gió từ riêng nó Hà Nội gió từ Bà Hát nó sọc yun cứ thật khi nó chẳng nói là bốn nó là yun cha là cam yun tiếp bình à lâu chẳng nói là sen cái đôi kia này cha là cam yun tiếp bình chẳng hai ban chỉ ca thua tục bốc mình anh mai với mình chọc tê tài khóc kia chẳng nói bồi bột chẳng nói là sen nó cha là cam yun tầng ọt nó nè kê mình bạch lẹ luôn thì cái cầm tài pro chính chiết chỉ khăm ai để cái sọp chứ mắt để à rắt thầm ba cảnh che dùn nữa à dùn nói chính chiết từ việt tới việt sọp chứ ba bài à chẳng ai về mình bay chăn lẽ luôn này thế dân trách mốc đôi à hên xua chẳng ai chẳng kiếm chìm riệp nè mình đa tha khăm ai na chìm lấp khăm ai chẳng nói đôi po po thế kiếm ta chỉ ca riệp chấm rồi bao dùn Hà Nội chỉ ca riệp chấm bứt bọc cắt nè anh chẳng hai bàn chỉ ca riệp chấm đi mình che ở chứ mắt rượu bánh hà mùi ที่อ่างอำนาจอำนาจเลยไอ้ได้เขียนเหตุการณ์จิการีบจอมมองโอนมันไปบ้าเมื่อไรกรันแต่เมื่อกาบชนอดแต่มีนสไรต์ปิดประกอบมีนอุนตะจับปิดประกอบตรมเต้าเก้าสมัยอาการบังเนื้อใจมรดกปรุงนานยุ่งยิ่งนั่งปิดประกอบตาเก้าสำหรับจุนนอนโปรยปนจิการีบจอมนะให้ได้บันจิการีบจอมปลุกเบอร์อาการบังอันนี้ทำมาช่วยเข้ามาเอาพัดถึงเรื่องไปคิดนะคือทำเรื่องเหมือนแมนตามสำหรับเข้ามา กรณ์ตะเคบอชนอตตรมเต้าให้เวออดสกชัดเวลำปาก็สกยวนอันจังให้บันในท่าวีขนงกาสำหรับเวียไปคิดจะนอนโปรยโปรนั่นคือจิการิฟซ้อมนะอันจังให้บันที่บันเทอร์รับประหาสำหรับคนสมไปเก่าสมบูรณ์เดียดตามปิดยิงสลับจังไปเก่าสมบูรณ์เลยนะโปรการนั่งเวียสมเบียอาสอาดมอนเตรเก่านั่งขอไปจับอันวัดปีบอมพลายคนสมไปได้ได้จังอายุเหมือนเมื่อกับมันดอมมันกระเละ เวียดตามบําพลางยืงหายยืงบอมโอดจะนอนคนสมไปมีสตอปยืงสตอปยืงประมาณจุ่มซูมจะนอนเก้าบําเปิลนะมีสตอปยืงประมาณเนี่ยอันนั้นเป็นเมื่อกำรัดเนื้อกาชี้จวนยืงเก็บเมื่อกำรัดเนื้อได้เกเก็บเป็นโจ้ขึ้นเกมาเอาครบกรองยืงตาสอบง่ายนี่กาปิดเงือบลองปิดบ่ายโยตะแมนเตนรู้ฮัดไออายุนะเวลาโลดรอตะดาวพรมแดนไทยยังปราบเตอร์เนี่ยเมื่อที่คณีเวียดดักเพียงเป็นสกไม้ อันจังให้บ้านจีบเมืองเงี้ยขมายนะอาศัยนั่งเบื่อเฮียนเมืองเงี้ยขมายนะส่งไปแต่เวียดดังทับพุทธรัตน์ขมายนั่งเหมือนเป็นจัดก่อเวียดกับเรียมนะเวียดอัดคอรวมเวียดดังเวียดแมนเหมือนดังได้เวียดส่งขึ้นแต่เลยนี่กรมยูนังไฮแต่ถ้าตุ้มสกัดกับมอยขมายเงือกเขียมโซมปั้มยืนข้างไปเชียร์ทับไตเบอร์บอมโอนจ้องหรือบล็อกตึกใดนี่กรมจำใบตะลุกประเทศ แต่เนี่ยต้องออกเนี่ยกึศทายยิงตึกใดนี่จิตตึกใดอยู่บอกยิงต้องออกเนี่ยเลือดที่ไปเชื่อทับไตยิงจิตเนี่ยรองครูยิงมีนต่ำไรสมาลงประเทศประเทศยิงก่อนดูยิงจ้องบานตึกใดที่ได้เติร์ตแต่มันเนี่ยมันเนี่ยนั่งขาครูนไอ้นั่งจีแรงซีจิตกุมสุขาได้เขียนตายแต่เลิกเล่าไหมอันนั้นบานยิงแต่ช่วยเชื่อยิงรุ่ยลูกประเทศก่อนจ้องมันไอ้เติร์ทัวไอ้การแต่มันไอ้เตยยิงเติร์กาจำไม่นะ ก็ยิงจังมันถากขมายิงจะนอนนี่ครูคณะสำรับนะยมยีเต้ายุบจุนกาชมเนี่ยสนับยมกดสนับยมแต่ชมตายแต่ครูสามก็ทางยมยีเต้าเวียโจ้ตาเวียขมิ้นได้เรื่องพลายกบกเรียบบอกกบโอนเนี่ยต้องใบเนี่ยต้องสลายไว้ยมยีโจ้ยีลาวเนี่ยโจ้ตาเรื่องอ้อยบอมโอนเงือบโจ้ตาเรื่องยวนเจ้าตาเรื่องเฉลียนเตียนใต้จิกาปิดบุกชมขมิ้นไอ้พลายเนี่ยยีเต้ตัวบอมโอนเหมือนเงือบ ตึกใดนี่หนังบาดโดยขี้เนี่ยหนังปูอาสาหกติดนี่ได้ขี้เนี่ยไอ้พลายกราบิดทัวบาปขมาเลยอันจังขยำขี้เนี่ยไอ้พลายปราบปอมโอนเลยจ้องบานตึกใดนี่สำหรับโคนขมาจะนอนกราบอยู่มีแต่เพลินหนึ่งเตยตอนแต่เกอเอาสติสัญญาหนึ่งนะให้ชีพเสร็จต้องกุมอันโลกสไรนั่งก่อนเนื้อแต่เก่าโตให้มีใจในท่าสลับบัดหายขยำปราบบ่สันชีพบ่สติสัญญาสลับ มันแม่นเกี่ยเหตุการณ์โตเต้เกี่ยตะกิดส้มจะน้อมป้อเอาเบียกรุบซัดเอาเบียเอาสังครุเชิดมีนจิตวิญญาณไปโดยซาไซโดยซาเกี่ยเชื่อมจัดแต่เลยใครเตรียมใจนะปราบอาควะนั่งไงจ้าตามเตรียมปราบมันเอาบ่อเตะลูกได้แต่เบียกผมพลิกจากเนี่ยแต่เกี่ยลูกได้นั่งซัดแต่เกี่ยเชื่อมจัดแต่เลยใคร
គេទទួលខុសត្រូវចង់ឃើញកម្ពុជានឹងដើរឲ្យតាមកន្លងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហើយវាប្រាប់បរទេសអោះលោកដៃសង្គមឯងវាចង់ដេញទូតអាមេរិកទូតប្រាំងអីចេញចឹងទៅតែវាមិនដែលសួរខ្លួនវាទេណាអាជួនហាណូយនឹងអាចិននឹងលោកដៃសង្គមឯងមកសារីវាមិនដែលហាមប្រគេខាងនោះផងហេតុអីវាអាមួយនឹងវាក្បត់ជាតិពេញទៅមកហើយបាទបាទអរគុណហើយលោកសិថាចំពោះការបោះឆ្នោតលោកនឹងហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុនយើងដឹងស្រាប់ហើយណាដែលបើអ្នកណាមួយហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់យួនគឺអ្នកនោះមានតែផ្លូវទី1រត់ចោលសុកទី2ចូលគុកហើយថ្មីថ្មីនេះដូចជាថៃថៃឡែនដែលគាត់សុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដកអានឹងពាក្យស្នើរបស់យួននឹងដាក់បញ្ចូលភាសាគេចូលក្នុងក្រសួងអប់រំនឹងនេះក៏ត້ອງចប់គុកអស់មួយឆ្នាំជាងហើយទៅតែចេញបានមិនមិនបានមួយអាទិត្យល្អផងក៏គាត់តែប៉ុន្តែកម្មពាក់ព័ន្ធនឹង CLV ឥឡូវរបស់ហ៊ុនសែនចាប់កាត់ដាក់គុកវិញទៀតហើយនេះចាប់បានហើយបាទចាប់ដាក់គុកទៀតហើយខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំស្មានក្រមតែគម្រាមតាខ្ញុំលើកសូគ្រូសាខ្ញុំប្រាប់ដែរតែខ្ញុំស្ដាប់មិនបានច្បាស់លាស់ចូលចាប់បានហើយបាទចាប់បានហើយដូចយើងឃើញចំពោះការលើកឡើងរបស់បងជាការសំទៅណាគឺថាជាអាយ៉ងរបស់ផ្ដាច់ការហើយថែមទាំងក្បត់ជាទៀតនេះអានេះជាទស្សនៈយើងឃើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគេផ្ដាច់ការក៏មិនតែគេស្នេហាជាតិប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគេរស់ដោយសារចិននិងរុស្ស៊ីជាអ្នកឧបត្ថម្ភខាងក្រោយដើម្បីចិញ្ចឹមរបបផ្ដាច់ការនេះណាហើយសួរតើកូរ៉េខាងជើងបានសម្បត្តិដី1មីលីម៉ែត្រណាមួយទៅឲ្យចិនទេមីទៅឲ្យរុស្ស៊ីទេអត់មានទេណាគេស្នេហាជាតិទៅក៏មិនតែអាមេរបស់យើងដោយសារអំណាចសុខចិត្តលក់ជាតិដើម្បីអំណាចអានេះហើយជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កូនចៅខ្មែរយើងក្នុងពេលជំនាន់ក្រោយហើយតើទី2ទៀតយើងឃើញថាខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចទី4ដែលអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនគឺសុខអសានក៏លើកឡើងថាបញ្ហាតំបន់ត្រីកោនោះ CLV នោះគឺថាបច្ចេកបជាប្រដ្ឋណានៅប្រទេសណានៅប្រទេសនោះមិនអាចចេញចូលតាមទំនឹងចិត្តបានទេឥឡូវយើងក៏លែងមើលសូម្បីតែប្រទេសខ្មែរយើងមានដែរអធិបតេយ្យភាពយួនហូរចូលពេញប្រទេសទុំរំតែយើងបកគល់ឲ្យ4ខែឲ្យយួនកាន់កាប់ស្មានថាយួនមិនបង្ហូរជនទៅចូលអានេះជាការលើកឡើងដើម្បីគេថាលួងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងកុំឲ្យពួយបារម្ភតែការពិតនេះគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេវិញពួកវិញជាអាយុរបស់យើងទៅទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ងាកមកលោកវៃសារិនវិញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនោះដែរយើងដឹងស្រាប់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់កំពេញកំពុងតែបំពេញបំណងមហិច្ឆតារបស់យួនសពបែបយ៉ាងដោយលោកសិទ្ធាថាបានលើកឡើងអញ្ចឹងទីប្រទេសខ្មែរ25ខែក្រុមកន្លែងណាក៏មានក៏ stop យូនដែរមានថែមតែមានឆ្នាំនេះមានតាំងសារៈមន្ត្រីមិត្តភាពទៅទៀតហើយមានសមាគមយូនគ្រប់ខេត្តក្រុងដើម្បីគេជួលសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេដែលឡើងមកពីសោកយូនក្នុងស្រុកខ្មែរធ្វើម៉េចកុំអោយរដ្ឋអំណាចខ្មែរធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ចាប់សងទៅប្រទេសគេវិញដូច្នេះយើងឃើញថានេះហើយដែលជារបបកំពេញជារបបអាយ៉ងរបស់យូនបើបសិនជារបបនឹងនៅតែបន្តឲ្យយួនបានសម្រេចមហិច្ឆតាដោយសារបញ្ហាខ្មែរក្រមយួនរំលែងមិនបានដោយសារវាទៅអាខ្មែរកណ្ដាលហ្នឹងគាត់ទៅអាខ្មែរកណ្ដាលទៅអាយួននោះវារំលែងខ្មែរក៏អត់កើតបើប៉ះសិនជាវាលើបបានខ្មែរកណ្ដាលហើយសួរតើអ្នកដែលធ្វើអាយ៉ងឲ្យយួនសួរតើយួនទុកឲ្យបានសុខដែរទេឬក៏វាសនាដូចប្រជួយកងដែលក្បត់លោកអង្គញ៉ាសង្គួយបាទសូមអរគុណបាទរឿងបញ្ហានេះគឺវាប្រកបណាស់នឹងដូចប្រជួយគងពីព្រោះវៀតណាមគេប្រើយើងដើម្បីផលប្រយោជន៍គេកាលណាតែប្រើយើងអស់ប្រយោជន៍ហើយគឺគេនឹងកម្ចាត់ចោលជាពិសេសនៅពេលដែលយើងដឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគេច្រើនដូច្នេះហ៊ុនសែនក៏មានវាសនាដូចប្រជួយគងពីព្រោះអ្វីអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើសម្ងាយនេះដើម្បីកំដរជីវិតរបស់គាត់ទេបើសិនជាគាត់ងាកចេញគឺគាត់ត្រូវតែស្លាប់អានេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់ផ្នែកណាដូច្នេះនៅពេលឥឡូវយើងចង់បកក្រោយបន្តិចនៅពេលឆ្នាំ1979គឺពួកវៀតណាមបានចាប់កូនខ្មែរតូច្រើនពាន់នាក់ដើម្បីទៅផាត់នៅវៀតណាមខ្ញុំជួបម្នាក់នៅខេត្តតាកែវថ្មីៗក្នុងអាទិត្យមុននេះគឺថាក្មួយគេ3នាក់
ดลปูยุนบานจับเต๋าสอบท้ายมันตอนเคยตลอดมาวิ่งเพราะอันนี้กลั่นแต่เนี่ยนอกจากขโมยกี่ใบเนี่ยโดยเฉพาะบางยังยุ่งตามมาในเพื่อดมียนเดลเนี่ยเดลเพื่อคือกาจะมวยหุ่นแสนปันดาเราเกิดโนสโลปรังจะถากโยตู้คือถาจองปีปนเนี่ยให้นกเป็นนิกิอโยสไรเตกิโยตะปรกอันนี้คือเกิดบันดึงจับได้กี่ได้โยตู้นะเต้กี่ได้โยตู้ใส่ดับไปตุเลียงโคกบาลตุพงัดด้วยจินเดินเดลลูกแป้นสปันจินเดินชนะมาเปิ้นบุรอยหาใบหาบุญนั่นแต่กิโยตู้รับเปิ้นเนี่ยให้กี่เป็นจังปวนุ่งไอ้อ้อยมุกรุกรงขมายเรานี่เดลปีมาฉน้ำเป็นบริเวณสมบูรณ์นี่คือตาปัวนึงคือตาเมียนอายุแซ่ซับหรือก็คลาอายุจิตหาให้ก่อนมันหนึ่งแล้วกี่เป็นใจเป็นเดิมเป็นเดิมทำไมอ่อยปนู้นนั่นมากรุบกรองประเทศกัมพูชาโดยฉะนั้นการหน้ากี่ฟักเฟิร์นกับโนบานกรุบเกลื่อนให้ทำไมมวยจุ่มโนคุณแซนบานให้โนเป็นโนคือตาคุณแซนหนึ่งเมียนปัญหาโดยฉะนั้นคือยิงมือได้เนี่ยยุทธศาสตร์บอกกี่นี้คือตากี่เมียนมาให้จิตตาปิดประกอบโนคโนกากรุบกรองอะไรเนี่ยปฏิคแม่ยืงสมบองป้นเนี่ยเดลโลปฏิเนี่ยแม่เนี่ยเดลละเด้งเกิมโตรกันนะปับเจียจนคือถ้าส้มสลังมือตรองกันเลยหนึ่งฟองไอ้ยืงกู้ติดตามด่านประวัติศาสตร์ถ้าเต้จะเนินแปนสวรรค์กิโยประมาณเนี่ยเดี๋ยวโตปังหัดโนนกคือถ้าโยดูจิมอ่ะเปื้อนปรำโรยเนี่ยจังโตฮัดโนเวียดนามเฮ้ยกิโยตะไม่เกียดไอ้นกฟิลเดลล่าจับกิโยปวนุ้งไอ้โมกรุบกรุบแม่เฮ้ยกันนากิโยมาเวียเดลนี่รู้จะให้กี่เมียนฟักฟันหัดอ่ะไม่จำนวนร้อยโมติสนับมากรุบกรองอ่ะจำนวนนี่รอฮอดดาวยูโต้บัตแต่ได้เนี่ยสมมติเนี่ยต่อสู้บอกทำไมต้องออกกินเลี้ยงคู่กับบาทโมอันนี้คือจะเรื่องเป็นโดยฉะนั้นปองป้นเนี่ยเดี๋ยวการจึงคณะปะประชาชนให้คำใส่จีในคณะปะประชังไอ้คือส่งปองป้นกึศมือตรองอะไรจะได้พี่โปรยึงเดี๋ยวคำใส่นี้คืออ่อนเมียนบ่มน้องตัวผมพลายประเทศกำเนิดบักลุนเตะคือจ้องกาเปียประเทศบักลุนโดยยิงมือเคยปัญหาได้เนี่ยได้เกิดแล้วนกขนมกัมพูชีคือสัตว์จิการริบจอมสัตว์จิการริบจอมยุ่งตามมาให้จิตานกขนมกากรุบกรองได้เนี่ยประเทศทั้งใบนี้ให้ดูขนมประเทศเลี้ยวยังเคยถ่าเกี่ยบานสมรจิรุจต่อหายสมไปแต่โลกได้เกลิกคาติกาปะกุมนิเวียดนามได้บานสลับนี้คือปฏิเลี้ยวกี่บันบัดกลางเงียปีไทยตึงรัดตึงเอกจวนไทยนึงต้องพูดในเสลปะเดลประกมเพลงจริงเริ่มอ่อยประมาณกี่ปีไทยกี่ท่าตรงบัดไทยตวงใจบอกกี้ตรงหดนกเปียกกันดาลตรงหดเปียกกันดาลอันนี้วิจิณนาคุณลงการจินนาโฮจิมินสลับสระเสียนุบันอ่อยปฏิกรรมปุจเจยึกนี้หดตรงเกียรติบันเริ่มแต่เปียกกันดาลเลยนกเปี๊ยงก็ปั้นแต่ขมายืงนกมันเต้นดอลขณะนุเตก็ปั้นแต่ตรงเจียดยวนนั่นเป็นนกเป็นสระขมายรู้จะให้เจียดไปเสะสโตปรวายวนสโตปมิตรเพียรวายวนนกตีน้ำเมียนตรงเจียดพี่อ้อมขณีย์ต่อจ้ะอันนี้คือเป็นเจียธากีกรุบกรงยึกบานแต่เฮ้ยปั้นแต่จิตฟื้นมันดอลเลี้ยวไปปลุกขมายืงนี่นกเมียนต่อสู้เจริญนะเดี๋ยวต่อสู้กราบปฏิให้เมียนเนี่ยนกขนมปฏิโดยฉะนั้นเวียเต้าเปลือยไปเจาะพ้องกระดาวพ้องอ้อมจมูกเนี่ยโดยฉะนั้นโดยที่โลกคนแสนคือถ้าเปลี่ยนเมียนปัญหาเสิร์ฟน้ำมวยเด็ดปะเปลือยยุ่นเกิดโยอมนายอมนายเตลครูนบอกเกิดหมกเปลือยโดยโยตลากาหมอ้อมให้กับจัดเนี่ยเดี๋ยวต่อสู้ไปปลุกเกิดบารมกันนาตะทุกอ้อยปวนนี้โนตาสู้กาสงัดระบกเกิดเดลบอมเบอร์ในเวียดนามโนนึกเราใบเคลียให้กุมรงการะบกเกิดนี่นึกเราเรียเจ็บไปซะคือเรื่องอำนาจเติบโตระบกเกิดนึงเพราะโดยยึดบานลือหายเกิดเมียนบอมน้องคือทายจังปตอดับเจ้าโนฟื้นโยรัฐมนตรีโดยเฉพาะตัวเนี่ยที่นิยมรัฐมนตรีคือสำหรับตะโกนระบกเกิดเอาไว้แต่ยึงมือสกังเพียระบกเกิดตลอดโมโดยฉะนั้นประเทศกัมพูชายังเหมือนกู้ออยปัญหาถึงนี้เกิดเลิกบาดเต้ปีโปรเวียเจียไปแซกกันหน้าแต่การเดินเนื่มตัวตามกระทรวงตัวตามสถาบันเดียนี้สัตว์เปียพุกตัวโกนตอกเนี่ยหนึ่งจึงคือเจียตุ่มเล็บมวยเด็กเกาะกับพอดข้อปีพุกลุ่ยถึงมูลลำลองยังเมื่อต้องเคยจับปีพุกลุ่ยถึงมูลคือเกมเหมือนเดนเมียนเราสะหนึ่งเต้โดยฉะนั้นปัญหาตึกได้เดลทายังคล้ายบัดบองอะไรแค่ถึงบุญนี่คือจีรึงเตรียมเต๋าให้ยังโปรยบารมีตาคล้ายเวียดนามนึกคิดได้ทำไมยังถึงบุญปัจจุบันตู
ហើយនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនគឺជារឿងពិតហើយនៅក្នុងប្រជាជនខ្មែរយើងដែលមានការព្រួយបារម្ភនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដូចខ្ញុំបានលើកមកហើយពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបានបង្ហាញយើងច្រើនមកហើយបានបង្ហាញយើងមកហើយនៅមហិច្ឆតារបស់គេហើយក៏គេបានសម្រេចទាំងអស់គឺគេប្រកបបញ្ជូបាយត្រជាផងក្តៅផងជាផងក្តៅផងរហូតដល់គេបានសម្រេចទោះបីជាក្នុងមួយឆ្នាំសម្រេចបានដល់ 2 3 ចំណុច ក៏គិតមានជ័យជំនះបានមួយចំណុចក៏គិតមានជ័យជំនះគេដល់ទៅមុខជំនិចដូច្នេះយើងជាអ្នកបាត់បង់ហើយដូច្នេះខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសគឺថាយើងត្រូវពិចារណាឲ្យបានដិតដល់កុំយកអីការកំត្រូលរបស់យើងទៅលើគណៈបកប្រជាជននោះមកបាំងមុខមកបាំងមុខហើយយើងឃើញថាអូប្រទេសខ្មែរយើងនេះមានការរីកចម្រើនផ្លូវថ្នល់ដីស្ពានអាគារខ្ពស់អាគារទាបអីមាន ក្រុមជំនុំនេះយើងគុំសបាយទៅរឿងចំណុចនោះទេពីព្រោះរឿងផ្លូវឆ្លងដែលបានធ្វើនេះយើងមើលទៅអដែងចំនួនលួយដែលយើងជំពាក់គេនោះគឺថាពិចារណាលុបលុបជំពាក់គេក៏ច្រើនការបាត់បង់អដែងសម្បត្តិធម្មជាតិយើងនោះក៏ច្រើនដូច្នេះយើងមើលទៅហើយគឺថាយើងអត់មានបានចំណេញអីទេគឺក្រៅតែពីខាតហើយថែមលើខាតទៅទៀតហើយធំជាងនេះទៅទៀតគឺយើងនឹងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសនៅតទៅទៀតបាទសូមអរគុណ